chương 21 Hãm sâu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 021 Hãm sâu chính mình quả thật là gây động cơ, thủ đoạn đầy đủ hết A, à, Tiết Vân Hủy ngẫm lại, khóe mắt xẹt qua viên tùng Việt cũng đen. Sẽ không là hắn nha, hắn làm sao có thể như vậy khéo tính tiếng trong lòng nàng đâu. Nhưng là, này sáng sớm, hắn thế nào đến? Tiết Vân Hủy bỗng nhiên đầu óc lại loạn cả lên, hôm qua ở đầu cầu, Vài cái lão đạo còn nói hắn thủ đoạn rất cao, chính mình lúc đó không tin, thầm nghĩ hắn như thật lợi hại, còn cưới Võ Mính làm gì. Nhưng hôm nay, Võ Mính chết. Có trung nghĩa thanh danh, chết chưa hôn thê tử, sẽ đem nàng này cái gọi là thiếp đẩy ra đỉnh bao, này có phải hay không hoàng mỹ đến cực hạn. Tiết Vân Hủy ngực đụng đụng nhảy loạn, hồi tưởng vừa mới tri châu lời nói, đột nhiên hỏi. Dân nữ cùng Võ Cô Nương quả thật một mình ở Trung Quá nhưng này có thể chứng minh trong lúc này, dân nữ độc chết võ cô nương. Có phải hay không là nàng ăn nhầm cái gì, hoặc là rõ ràng có người ở nàng ăn gì đó trong hạ độc. Còn có, nàng là trung cái gì độc. Người bình thường, đã sớm bị này trận trận dọa ngã, cố tình tiết vân hủy không là người bình thường, còn có lý trí có thể hỏi ra này một đám trọng yếu vấn đề. Tiên Tùng Việt lại nhìn ánh mắt nàng dậy một chút biến hóa. Xem nhẹ nàng này sao? nhưng lại đem sự tình nghĩ đến như thế chu toàn là vốn có nhanh trí vẫn là sớm làm tốt chuẩn bị có lẽ căn bản nên sớm đem nàng trừ cho qua chuyện tri châu nhưng là một chút bị tiết vân hủy vấn trụ suy tư một chút nói võ cô nương dùng cơm nước uống đều không có vấn đề bên người nàng hai cái gần người hầu hạ đại nha hoàng cũng là hầu hạ nhiều năm không có khả năng hại nàng khám nghiệm tử thi cùng đại phu đều nhìn là khổ luyện trúng độc chính là các ngươi đạo sĩ thường dùng khổ luyện ngươi còn có gì nói có thể nói tiết vân hủy nghe xong ngẩn ra khổ luyện a bọn họ đạo nhân quả thật thường dùng vật ấy thay tiểu nhi thông liền đuổi trùng thay người trị gia đầu chi tiễn thật sự là chính vừa vặn sở hữu bất lợi điều kiện đều tụ tập ở trên người nàng nàng công một bên khóe miệng đột nhiên trào phúng thay bọn họ bổ sung thêm cho nên trừ bỏ ta võ cô nương là không từng một mình gặp qua người khác lâu tri châu không kiên nhẫn gật đầu vừa định lại nói câu gì lại nghe một bên có người cắm câu lạnh lạnh lời nói tiếng vào trừ ra ngươi còn có bản hầu tri châu một miệng nói ngạnh ở cổ họng quay đầu đi xem viên tùng việt gặp sắc mặt hắn nặng nề đột nhiên cảm thấy chính mình đầu linh quang chợt lóe chỉ vào tiết vân hủy liền nhượng đứng lên ngươi cái yêu đạo hại chết chủ mẫu còn không theo thực đưa tới người tới trước đem nàng trói lại đến đánh lên hai mươi bản tử không sợ nàng không nói tiết vân hủy nghe vậy ở trong lòng mắng thanh nương gấp gáp quỳ liếm cũng không cần như thế vội vàng đi tri châu đại nhân chẳng lẽ ngài không nghe thấy thụy bình hầu gia nhưng là nói hắn cũng một mình gặp qua võ cô nương tri châu đơn cầm một mình ta làm gì tri châu nghe nàng quát to thầm nghĩ tiết thế lịch này bao cỏ tại sao có lợi hại như vậy chất nữ, liên hầu gia đều dám dính líu, không muốn sống nữa. Thụy Bình Hầu vừa rồi nói như vậy, cũng không chính là ám chỉ chính mình chạy nhanh làm nàng, bằng không đó là lòng nghi ngờ cho hắn sao. Hầu gia như thế nào giết thê? Hắn giận mắng. Tiết Vân Hủy bị nàng xích được trừng mắt, chưa kịp nói cái gì, Tri Châu liền dương tay kêu người muốn đem nàng bắt. Đúng lúc này, khám nghiệm tử thi lại theo trong phòng chạy đi ra, thẳng đến tri châu đến khám nghiệm tử thi vội vàng lại biết nặng nhẹ vài bước đi qua vừa bám vào tri châu bên tai muốn nhỏ giọng ngôn ngữ lại nghe thụy bình hầu gia đột nhiên đã mở miệng có việc nói chuyện không cần che đậy hắn nói như vậy khám nghiệm tử thi dừng một chút chỉ có thể nói thẳng đến hồi hầu gia hồi đại nhân hạ quan cùng thạch đại phu lại kiểm tra thực hư xác thực hệ khổ luyện trúng độc bất quá khổ luyện này vật độc phát cực nhanh giống như dùng sau tam canh giờ nội, người sẽ không có. Đã nhanh như vậy, kia liền không có khả năng là hôm qua có người thấy nàng khi, cho nàng dùng độc dược, mà đêm qua hôm nay, võ mính bên người đều có nha hoàng ở, bên cạnh người căn bản không sẽ xuất hiện. Khám nghiệm tử thi nói như vậy, ở đây trừ bỏ khóc đắc ý thức không thanh tĩnh võ phu nhân, người người trên mặt lộ ra suy tư ý. Đã không là hôm qua uống thuốc độc, hôm nay độc phát bỏ mình, kia võ mính đến cùng là chết như thế nào. Tiết Vân Hủy cũng không khỏi nghi hoặc, nhưng đối cho nàng mà nói, đêm này tội danh từ trên người tự mình xé lượt mở ra, mới là tối quan trọng nhất. Xin hỏi Tri Châu Đại Nhân, dân nữ hiện nay có thể đi rồi đi. Mã Tri Châu chính vắt hết ốc suy tư, lúc này bị nàng đánh gãy suy nghĩ, cảm thấy chán, bật thốt lên lên đường. Không được, này độc mặc dù không là ngươi hôm qua hạ, ai biết có phải hay không ngươi cho nàng, nhưng nàng hôm nay mới ăn vào. Trong viện ngoại đột nhiên một tỉnh, Mã Tri Châu bị chính hắn lời này kinh đến, nhất thời sửng sốt. Đúng rồi, định là có người trước tiên cho này độc vật, mà võ mính sáng nay ăn vào, độc phát bỏ mình. Giống như đúng là muốn xác minh hắn vừa mới thổ lộ kim ngôn, luôn luôn thay võ mính xem bệnh thạch đại phu, cũng theo trong phòng bước nhanh đi ra. Đại nhân, tiểu nhân ở cô nương trong miệng phát hiện độc dược cặn, là màu đen viên thuốc, đến cùng là gì dược vật tiểu nhân vẫn chưa thức ra chỉ thuốc này hoàng trung quả thật chứa đựng khổ luyện da khám nghiệm tử thi cũng vội vàng đi qua xem xét tri phủ vừa thấy có đột phá miệng lúc này mệnh này hai người tinh tế ra đến nghĩ lại lại đem võ mính hai cái bên người đại nha hoàng hô qua tới hỏi nói hai cái nha hoàng một người tên là chu hà một người tên là tử anh hai người cũng đều nghe thấy vừa mới lời nói bây giờ lại bị tri châu gọi vào người tiến đến câu hỏi sưng đỏ ánh mắt đều lộ ra sợ hãi chi tình. Tiết Vân Hủy ở Tri Châu trước mặt quỳ nửa ngày, sớm không kiên nhẫn, vừa vặn thừa dịp này hai người đi lại, thuận thế đứng lên, thối lui đến một bên. Nàng này lượt có động tác, lưỡng đạo lạnh lẽo ánh mắt liền bắn đi lại. Tiết Vân Hủy liên xem đều không xem, liền hiểu được là ai. Hắn hận chính mình, có lẽ là hận nàng hại chết võ mính, có lẽ là hận nàng không lập tức thay hắn gánh trách nhiệm, đến cùng là vì sao, Tiết Vân Hủy cũng chia không rõ ràng, càng là ở hắn nói, trừ ra ngươi, còn có bản hầu, sao? Tiết Vân Hủy không hiểu ra sao, cũng không muốn đi cân nhắc trong đó nguyên do, nàng hiện tại chỉ muốn biết, võ mính vì sao hội trúng độc bỏ mình, là ai làm hại nàng? Còn có thể hay không đem chính mình xé lược mở ra? Võ cô nương định là sáng nay ăn vào này độc dược, các ngươi hai cái đều bất tri bất giác sao? Không có người trông thấy, cũng không có người thấy kia dược tri phủ câu hỏi, hai cái nha hoàng sợ tới mức thẳng run. Hôm nay sáng sớm là tử anh đương sai, Chu Hà bất quá hầu hạ võ mính đứng lên, đã đi xuống đi. Cho nên nàng Chu Hà khi trước nói, nô tỳ hôm nay không làm sai, hôm qua ban đêm cũng không phải nô tỳ thủ được đêm. Nô tỳ không biết. Nàng nói không giả, nói xong còn sau này né tránh, đơn đem tử anh hiển đi ra. Tử anh cổ họng phát khô, nàng không dám nói lung tung nói, như toàn đẩy nói không biết, cũng là nàng đương sai buông lỏng. Nàng liều mạng đi hồi tưởng sáng nay phát sinh quá chuyện, hốt trong đầu tránh qua cái gì, nhưng nàng tinh thần rùng mình. Đại nhân, nô tỳ nghĩ đến một sự kiện. Chuyện gì? Mau nói đi. Nô tỳ nhớ được, dùng cơm xong sau, cô nương liền trở về phòng nội cầm cái tiểu hộp gỗ, nô tỳ chưa thấy qua cái kia, còn hỏi một câu, cô nương nói không có gì, liền nhường nô tỳ đi ra ngoài, chính mình ở trong phòng có nửa chén trà nhỏ công phu, lại bảo nô tỳ vào nhà tục nước. Nàng bên này rơi giọng nói, kia chu hà vội vàng cũng nói. Nô tỳ Nô tỳ cũng nghĩ tới, hôm qua buổi tối, nô tỳ liền thấy cô nương lấy ra một hồi, nô tỳ lúc đó ở cho cô nương đoan nước, liền không có hỏi. Tri châu nghe xong, một đôi mắt sáng lên sạch bóng, kia còn chờ cái gì, nhanh đi tìm đến. Hai cái nha hoàng được lệnh vội vàng đã vào nhà, không nhiều lắm khi, trong phòng liền dẫn âm nói tìm được. Chu Hà khi trước liền tiểu bước chạy đi ra, trên tay nâng một cái bàn tay lớn nhỏ hộp gỗ. Chương 22 Dằn co Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 022 Dằn co này trong hộp tàn tiết đúng là vỏ cô nương trong miệng kia dược vật cặn. Thạch đại phu mặc dù không biết là gì dược vật, lại có thể thức ra hai người chính là cùng nguyên. Tri Châu nghe xong, đầu óc bay nhanh chuyển đứng lên. Đã là vật ấy độc chết võ cô nương, kia vật ấy là từ đâu mà đến, hai người các ngươi cũng biết. Hắn lớn tiếng đến hỏi hai cái nha hoàng, hai cái nha hoàng đều là lắc đầu. Nô tỳ hôm nay mới lần đầu tiên gặp, hỏi cô nương, cô nương chưa nói. Nô tỳ là tối hôm qua thấy, phía trước chưa thấy qua, cô nương. Cô nương định là hôm qua mới được. Tử anh chưa nói xong, Chu Hà cũng vội vã nói, chỉ nàng nói đến đây nói, ánh mắt lại hướng Tiết Vân Hủy liếc đi. Nàng này thoáng nhìn, Tiết Vân Hủy nắm quyền. Này Chu Hà ngôn hành lúc này dậy tác dụng, vừa mới ở một bên không nói chuyện trâu ma ma, đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Tiết Vân Hủy lạnh lùng nói. Ngươi này đạo cô, hôm qua liền nói cô nương bị bẩn khí quấn thân, cùng cô nương chỉ cần trở về viện nhi, có phải hay không ngươi, cho cô nương những thứ kia dược. Trâu ma ma này một lời, một tay lấy vừa mới theo dưới nước đi lên bên bờ Tiết Vân Hủy, lại kéo đi xuống. Tiết Vân Hủy hít sâu hai khẩu khí, thầm nghĩ, ít nhiều nàng hôm qua nhiều cái nội tâm, như nàng thực cho võ mính cái gì, hiện nay thật đúng là nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ. Trâu ma ma lời ấy sai rồi, không nói đến có phải hay không hôm qua cô nương mới được thứ này, chỉ nói hôm qua cũng không đơn một mình ta một mình thấy cô nương, trâu ma ma tại sao liền cắn ta không tha nàng nhìn chầm chầm trâu ma ma xem, tay trà sát cổ tay áo, hôm qua ở hầu phủ sợ tới mức hai chân rung lên thời điểm, trâu ma ma ngài cũng không phải là này thái độ. Trâu ma ma bị nàng này nhất trà sát sợ tới mức một rung rung, lại không liền nàng ý tứ trong lời nói đến, chỉ tráng lá gan nói. Ngươi là hầu gia thiếp cũng không nói đến, phu nhân hôm qua chuyên môn hỏi, các ngươi còn có ý lừa gạt. Ngươi chính là rắp tâm bất lương, muốn hại chết chủ mẫu chính mình đương phu nhân, cũng không xem xem ngươi như vậy nhi, yêu yêu diễm diễm, đời sau cũng đừng nghĩ. Ngươi cái yêu đạo. Tiết Vân Hủy thật muốn một thanh tóm trụ này lão bà tử, đem kia chuột tinh lá bùa dán trên mặt nàng, hỏi một chút nàng đến cùng là kia con mắt nhìn ra nàng yêu yêu diễm diễm. Nàng ở trong lòng luôn mãi khuyên chính mình không cần cùng này lão bà tử so đo cái này việc nhỏ không đáng kể, lại nói. Ngươi đơn nói ta muốn hại chết chủ mẫu, tựa như ngươi nói, ta một cái thiếp làm sao có thể xoay người làm chủ tử. Võ cô nương không có, đỉnh của nàng định là trong kinh quý nữ, ngươi ngẫm lại, đến cùng là ai được tiện nghi. Tiếng nói vừa dứt, Tiết Vân Hủy cảm thấy trên người một nhẹ, những thứ kia đâm người ánh mắt ào ào từ trên người nàng dời đi đi, chỉ lưỡng đạo lạnh lẽo ánh mắt, càng thêm lạnh thấu xương. Nàng hỗn không thèm để ý, đi xem viên tùng Việt, lại phát hiện hắn đã thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, ta chưa cho cô nương bất luận cái gì vật cái gì hắn không có gì có lý có cứ biện giải cũng biết châu lại vội vàng điểm đầu nha hoàng nói phía trước chưa thấy qua vật ấy bất định chính là hôm qua mới xuất hiện có lẽ sớm mấy ngày liền được việc này thượng nếu xem quả nhiên vẫn là hầu gia nhất hô bá ứng a đồng dạng tình hình ở trên người nàng kia đó là chứng cớ vô cùng xác thực đến bên kia đó là lời nói vô căn cứ tiết vân hủy cắn răng nghĩ đột nhiên linh quang chợt lóe. Hiện nay chỉ nàng theo kia quỷ hầu gia hôm qua một mình gặp qua võ mính, nàng lâm vào như thế bất lợi hoàn cảnh, có phải hay không nên hảo sinh kéo lấy kia quỷ hầu gia thoát thân đâu? Có thể nếu là võ mính chính là hắn hại chết đâu. Kia cũng không đúng, hắn vừa mới lại vì sao đột nhiên nói trừ bỏ chính mình, còn có hắn đâu. Tiết Vân hủy đầu loạn thành một nồi keo dáng, trận này lung tung chỉ ra và xác nhận cũng do lại vô mới chứng minh thực tế mà trở nên dị thường dằn co. Gió lạnh dơ lên trên đất cho bụi, mang theo các bụi ở trong sân du đảng, coi như cô hồn giả quỷ giống như khóc cười, quật ở người trên má, lại chụp bất tỉnh bất luận cái gì một người. Tri Châu lại hỏi khám nghiệm tử thi cùng Thạch Đại Phu một hồi, kia hai người vẫn là không có gì tiến triển, Tiết Vân Hủy cũng nhíu lông mày. Như Thủy Chung không có rõ ràng, Cuối cùng bọn họ có phải hay không tìm một người gánh trách nhiệm. Người kia định là chính mình đi. Suy nghĩ còn không thiếu xuống, đột nhiên có người đi lại đồng tri Châu hồi bẩm. Tiết Vân Hủy nghe không rõ ràng bọn họ thì thầm, chính là Tri Châu ngẩng đầu lên nhìn nàng hai mắt, này đánh giá lại suy nghĩ ánh mắt, nhưng nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nàng âm thầm đo lường được không ra, Tri Châu lại chưa thạch đại phu đi lại câu hỏi, nói cái gì vẫn là không rõ chỉ kia thạch đại phu liên tiếp gật đầu, tượng ở ý đồ thuyết phục Tri Châu. Tri Châu rõ ràng bị hắn nói được do dự, xoay người lại, cùng viên tùng việc xin chỉ thị nói. Hầu gia, bên ngoài đến cá nhân, đối y dược một đạo rất có chút nghiên cứu, nói không chừng liền có thể nhìn ra chút môn đạo đến. Chính là, Tri Châu nói đến nơi này một chút, Tiết Vân hủy chọn mi, chưa kịp suy tư, liền gặp viên tùng việc nhíu mi, ý bảo Tri Châu nói đến tri châu không lại tạm dừng, vội vàng nói. Người này tên là Tiết Vân Thương, đúng là Tiết Thị Nữ Bào Huynh. Này nói cho hết lời, trong tiểu viện chớp mắt phiêu khí một trận không rõ không khí, viên tùng Việt ánh mắt xẹt qua Tiết Vân Hủy ngừng một tức, lại rơi xuống võ bách hộ trên mặt, thấy hắn vẫn là kinh ngạc, mặc dù không giống võ phu nhân giống như thất hồn lạc phách, có thể kia suy nghĩ nhưng cũng là tự do. Viên Tùng Việt ánh mắt lại chuyển về tới Tiết Vân Hủy trên người, thấy nàng trên mặt kinh hỉ lo lắng sắc nửa nọ nửa kia, mặt một mặt, gật đầu ứng, cho hắn đi vào đi. Nói chuyện đi ra, Tiết Vân Thương liền đi đến. Hắn mặc mặt sắc tố mặt dài áo, gầy yếu thân hình cùng đình trệ gò má nổi bật hắn vẻ mặt bệnh trạng, giống như tiếp theo tức liền muốn ngã xuống đất giống như. Tiết Vân hủy một mắt nhìn thấy hắn, dưới chân liền không khỏi nghĩ động, có thể Tiết Vân Thương một ánh mắt rơi đi lại, ngừng của nàng động tác hắn thái dương ẩn có tế mồ hôi, đi lại không khỏi tập tỉnh, đi đến tri châu phía trước đang muốn chấp tay công xuống thắt lưng đi, mã tri châu thấy hắn này gió thổi qua liền ngã bộ dáng, sợ hắn công thắt lưng liền khởi không đến, vội vàng nói câu miễn lễ, lại nói. Bản quan biết ngươi đối thảo dược nghiên cứu quá sâu, ngươi đi đem kia độc dược phân biệt một phen bãi. Chỉ bản quan nhắc nhở ngươi, không cần nghĩ lừa gạt, che lấp thực sự, bằng không bản quan liên ngươi cũng không bỏ qua cho. Tri Châu lớn tiếng cảnh cáo, Tiết Vân Thương nghe xong, như cũ sắc mặt không thay đổi, chắp tay trả lời. Học sinh định không giả ngôn. Khi liền hảo, mau đi đi. Tri Châu huy tay, Tiết Vân Thương nói là, cũng không lại nhìn Tiết Vân Hủy, lập tức vào phòng. Phong bọc lấy hắn cổ tay áo, Tiết Vân Hủy thấy hắn lộ ra đầu ngón tay phát ra tím, lông mày càng nhíu chặt, lại chỉ có thể yên lặng nhìn hắn vào phòng. Trèm bỏ xuống, Tiết Vân Hủy này mới đừng mở ánh mắt, chỉ như vậy hơi hơi một sai, lại vừa vặn cùng kia lạnh nghiêm ánh mắt đúng rồi vừa vặn. Luôn như vậy áp bách ánh mắt, không có 500 năm đạo hạnh, Tiết Vân Hủy cảm thấy chính mình chỉ sợ muốn rụt rè. Nàng chìm khẩu khí, chuẩn bị cùng hắn đối diện đến cùng, dù sao nàng không giết người phóng hỏa, tại sao còn sợ hắn. Cho dù là trồng mắt chát đến rơi lệ, cũng phải cắn răng đi, nói không chừng còn đem hắn nhìn xem co rúng lại lộ hắn dấu vết. Nhưng mà, nàng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang trừng mắt, có thể viên tùng việc lại nhàn nhạt đừng mở ánh mắt, coi như chính là xem một cái nhảy nhót tiểu sử giống như, toàn không để vào mắt. Tiết vân hủy một quyền đánh vào bông vải trong, một hơi nghẹn ở cổ họng, vài tức mới đi xuống. Nàng thật sự là bị cái này loạn thất bát tao chọc tức, thật thật không tất yếu cùng kia mau đầu tiểu tử trừng mắt, tiết vân hủy ám khuyên chính mình một câu, lại đem tâm tư đặt ở này cọc nghi án thượng. Bỗng nhiên nàng trong đầu linh Quang chợt lóe, có cái gì ý niệm về một chút lung lay đi qua. Chương 23 Thoát tội Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 023 Thoát tội đáng tiếc, ý niệm hoảng quá nhanh, nàng không bắt lấy. Tiết vân hủy vạn lông mày suy tư, chưa kịp như thế nào, phòng trong có đi lại thanh truyền đến, khám nghiệm tử thi cùng thạch đại phu đương chạy trước đi ra tiết vân hủy dò xét tham đầu tìm kiếm tiết vân thương thân ảnh lại nghe đến vài tiếng áp lực thấp ho khang sau đó tiết vân thương cũng đi theo ra phòng ở đại nhân khám nghiệm tử thi nóng lòng tiến lên không kịp hành lễ nhân tiện nói này độc vật đã phân biệt đi ra là cái gì tri châu mở to mắt đúng là cho tiểu nhi đuổi trùng viên thuốc chính là thuốc này trong hàm gấp hai phân lượng khổ luyện gia, chúng ta nhất thời không nhận ra đến. Tri Châu nghe xong nhíu mày, vì sao khổ luyện phân lượng như vậy trọng? Quả thực cố ý yếu hại người bất thành, có thể không nhìn ra được tới là kia gian hiệu thuốc dược. Thạch Đại Phu lắc lắc đầu, cân nhắc nói: "Hồi đại nhân, chúng ta Trác Châu không được kia gian hiệu thuốc dám thả gấp hai khổ luyện ở bên trong, huống hồ. Liền cặn đến xem, thuốc này làm cũng không tinh tế." không giống như là hiệu thuốc gì đó. đó là nơi nào đến? ai thầm kín tạo đến hại nhân bất thành. tri phủ nghi hoặc nói một câu này, đột nhiên lớn tiếng hỏi hai cái nha hoàng nói. hai người các ngươi quả thật không biết cô nương ở dùng này dược. có thể thấy được trong phủ có người thầm kín chế dược sao? hai cái nha hoàng sợ tới mức liên thanh nói chưa thấy qua, lắc đầu xua tay không ngừng. tiết vân hủy nghe xong, trong đầu kia ý niệm càng mạnh liệt nàng muốn bắt đến tìm tòi cuối cùng lại thủy chung bắt không được ảo não chi gian một cái thanh lương lại lượt tâm thanh âm vang lên thuốc này không phải là đến từ hiệu thuốc chính là đạo nhân quen bán dược lời vừa nói ra đầy vị người đều là giật mình chính là từng đạo ánh mắt bỗng nhiên lại áp đến tiết vân hủy trên đầu tiết vân hủy đỉnh một đầu ánh mắt nghiêng đi mặt đi xem tiết vân thương thấy hắn bừng tỉnh không nghe thấy ở tri châu mở miệng phía trước còn nói nói thuốc này trung khổ luyện cũng không là trác châu sở sản chính là sản tự lai nước thành tây lâu sơn vùng tri châu đè ép mi ngươi lời này có ý tứ gì chớ không phải là muốn vì ngươi bào muội thoát tội nàng như đi lai nước mua đến khổ luyện chế độc hại người cũng cũng chưa biết tiết vân hủy nhíu mày há mồm muốn phân biệt tiết vân thương lại nhanh nàng một bước tiểu muội cũng không thiện chế dược nàng trong tay dược vật đều do ta tự tay chế đến Lai nước khổ luyện da dày cái đại, giá cao hơn Trác Châu, độc tính cũng cường, ta huynh muội hai người chưa bao giờ mua quá, dùng đều là Trác Châu bản địa. Ho. Ho. Tiết Vân Thương dừng lại, Tri Châu lại cầm mắt qua lại trừng mắt hắn huynh muội hai người, hừ một tiếng, nói: "Mua không mua quá, lại không thể nghe ngươi lời nói của một bên. Đã ngươi cũng tham dự chế dược, vậy ngươi cũng thoát không mở này hiềm nghi." Tri Châu nói xong, Tiếp vân thương cầm thăng nuốt miệng, khoảng khẩu khí, lại đã mở miệng. Học sinh quả thật tham dự chế dược, chỉ bây giờ phát hiện thuốc này vật cặn, chế dược thủ pháp thô ráp, đều không phải xuất từ học sinh tay. Chế dược thủ pháp là nhiều năm thói quen, không lừa được người. Đại nhân có thể cho Thạch Đại Phu đồng học sinh từ trước sở chế dược vật phân biệt, thiệt giả lập hiện. Thạch Đại Phu nói không giả, chế dược thủ pháp mặc dù tận lực thay đổi, cũng có tương tự chỗ điểm ấy tiểu nhân vẫn là có thể nhìn ra. Tri Châu nhíu mi, cầm khóe mắt đi liếc viên tùng Việt thần sắc, liếc một mắt lại không phẩm ra ý tứ của hắn đến, do dự một chút, lại hỏi. Nơi nào có ngươi sở chế dược vật? Tiết vân thương tự nhiên đạo gia trung có, Tri Châu lại là nhíu mày, đến lúc này một hồi lại là hảo một phen công phu, huống hắn ngôn chi chuẩn xác, trong nhà vật nói không chừng giấu dến miêu ngấy. Tri Châu cảm thấy bất mãn, trên mặt do dự. Tiết Vân Hủy thầm cảm thấy không tốt, Mi Giang Vi hiện phập phòng, đã thấy vừa mới đề điểm của nàng bộ khoái đi lên phía trước đến. Đại nhân, tiểu nhân gia liền tại đây phụ cận, trong nhà liền có tiếp thị viên thuốc, đúng là kia đuổi trùng sử dụng, không biết có thể cầm đến phân biệt không? Tiết Vân Hủy Long Mi hơi hơi kích động, Mi Giang Phật phòng bị xua tan mở ra. Tri Châu phái người đi lấy viên thuốc, Tiết Vân Hủy giúp đỡ Tiết Vân thương cánh tay, cảm thấy hắn toàn thân cao thấp khí lạnh, thấp giọng hỏi hắn ca ca lãnh được lợi hại sao tiết vân thương hướng nàng khẽ cười lắc lắc đầu trong mắt chảy ra bất đồng cho quanh thân khí lạnh lo lắng không đáp lại nàng lại hỏi cảm thấy có thể có sổ ân ừ. tiết vân hủy cúi đầu ứng thay hắn chà sát cánh tay lại nghe phía trên hắn nhẹ giọng nói nói ta nhường lư thẩm nấu canh gừng quá một lát về nhà ngươi cũng ăn một bát huynh muội hai người cúi đầu nói ai đều không để ý xoay quanh ở hắn hai người quanh thân ánh mắt mã tri châu coi như nhớ tới khổ luyện đến từ lai nước cách nói lại đến hỏi thạch đại phu thạch đại phu vội hỏi là mã tri châu được tin tức cân nhắc một chút đột nhiên hướng hai cái nha hoàng hỏi này tráp độc dược sẽ không trống rỗng đến võ cô nương trong tay vẫn là theo đạo sĩ trong tay đến hai người các ngươi là nàng bên người nha hoàng mau đem lời nói thật giao cho thuốc này là chuyện gì xảy ra hai cái nha hoàng nghe vậy quỳ rạp trên mặt đất bang bang dập đầu đều nói không biết trừ bỏ hai cái đại nha hoàng võ Mính bên người còn có bốn tiểu nha hoàng một cái quản sự ma ma trong ngày thường có thể nói với võ minh thượng nói cũng liền này bảy người tri châu đem các nàng hết thảy hô qua đến lại hỏi một hồi này bảy người run 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 rẩy, lại một cái nước miếng không nhổ ra Khi đại nha hoàng chu hà còn có lá gan nói chuyện trung thanh nói cô nương cũng liền gặp qua vị kia. Vị kia nữ đạo trưởng, nàng. Nàng không là cùng cô nương một mình chỗ quá sao. Thấy nàng còn dám cắn răng chỉ nhận chính mình, Tiết vân hủy nhưng là đứng đắn đánh giá nàng hai mắt. Không cần lâu ngày, bộ khoái mượn dược đã trở lại, thạch đại phu cùng khám nghiệm tử thi tề ra trận, chỉ hơi thêm phân rõ, giấu ở tiết thị huynh muội trên người hiềm nghi, giống như ngày mùa thu lá rụng giống như, gió thổi qua, toàn bay ngón tay theo ngoài miệng hai ném chồng râu xoa bóp hai hạ, tri châu hừ một tiếng, nói. Một khi đã như vậy, liền nên tra tra lai nước bên kia, có thể có đạo sĩ hướng võ gia đã tới, có từng cùng võ cô nương thầm kín tiếp xúc quá. Hắn nói xong, hôn một danh thủ hạ, nhường hắn đi thăm dò nghiệm. Tiết Vân Hủy không muốn quá nhiều trộn cùng, Tiết Vân Thương cũng có ý muốn ly khai, có thể cùng này tri phủ nói, tri phủ lại nói. Hừ như thật sự là đạo sĩ phạm án không chừng liền cùng hai người các ngươi có điều liên lụy đều không cho đi nói xong hắn khóe mắt lại hướng viên tùng việt liếc đi hắn có thể nhớ không lầm vừa mới vài lần đều nhìn đến thụy bình hầu gia đối này đạo cô kia ánh mắt nói không nên lời ghét tuy rằng hắn cũng không hiểu nàng kia tốt xấu là hầu gia chính mình thiếp hầu gia vì sao như vậy chán ghét có thể chán ghét chính là chán ghét chẳng sợ nàng là hầu phu nhân mã tri châu cũng biết chính mình nên làm như thế nào hắn không nhường tiết vân thương huynh muội rời khỏi tiết vân hủy cảm thấy chính mình có chút nói hay là nên nói cái hiểu rõ bằng không lại bị mạc danh kỳ diệu cuốn đi vào chẳng phải phiền toái huống đại ca này thân thể kinh không được đông lạnh nàng đột nhiên tiến lên một bước hướng tới tri châu cũng tay tri châu chọn mi ngươi có cái gì muốn nói hồi đại nhân tiểu nữ bất tài vừa vặn biết ngày gần đây có đạo sĩ hướng võ gia đã tới khi đạo nhân họ phùng vừa vặn chính là lai nước huyện người đại nhân không ngại truyền hắn đi lại câu hỏi ngươi tại sao không nói sớm tiểu nữ cũng là vừa nhớ tới việc này nghĩ đến người trong phủ cần phải so tiểu nữ càng hiểu rõ mới là lại không biết vì sao nàng này nói còn chưa dứt lời nhưng là lôi ra dài khang nhường tri châu trong lòng rùng mình hắn một ánh mắt đánh đến đám kia nha hoàng bà tử bên trong, mấy người đều là run lên. Cận như vậy một tức, Chu Hà bùng một chút quỳ gối trên đất. Tri Châu đại nhân, nô tỳ. Nô tỳ không biết kia đạo sĩ là lai nước, bằng không đã sớm cùng đại nhân nói rõ. Chương 24. Võ Mính cái chết, thường. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Chương 024. Võ Mính cái chết, Thường người nha liễu bà tử cùng phùng qua tử bị đè xuống thời điểm một mọi người chờ đã di tới tiền viện phòng tiết vân thương huynh muội không được còn da thật vất vả ương thạch đại phu biện hộ cho mới cho tiết vân thương tìm cùng ghế con ngồi xuống liễu bà tử cùng phùng qua tử nghe tri phủ ngồi ở thượng thủ câu hỏi đều ghé vào dưới đất không dám ngẩng đầu tri châu nói xong liễu bà tử liền vội ném thanh can hệ nói đại nhân nắm rõ dân phụ bất quá làm chút người trong hoạt này phùng đạo trưởng hướng phía trước cũng thường xuyên hướng trác châu đến nhà hắn sẽ ngủ ở lai nước cũng coi như biết nền tảng người dân phụ này mới lĩnh hắn hướng võ gia đến bất quá võ phu nhân thấy cảm thấy không hợp ý vẫn chưa an bài hắn làm việc a à, dân phụ chỉ biết là này một cọc vạn không dám lừa gạt đại nhân lượng ngươi cũng không dám tri châu nghe xong liễu bà tử lời nói lại đến hỏi phùng qua tử ngươi tới nói nói như có một tự dám lừa gạt, ta mặc kệ ngươi là người ở nơi nào, này tội danh nhưng là trốn không thoát. Phùng qua tử Liên Thanh nói không dám, có thể Tiết Vân Hủy nhìn thấy hắn ánh mắt lại xoay vòng lưu chuyển mau. Nàng ôm hoài, nghe Phùng qua tử nói đến. "Hồi." "Hồi đại nhân, Liễu bà tử nói không giả, tiểu nhân sẽ cùng nàng đã tới võ gia một hồi, võ phu nhân không để ý tiểu nhân, nói muốn hướng Phúc Thanh Quan tìm đạo sĩ, liền không được câu dưới." Hắn nói xong, cầm mắt đi xem Tri Châu, cũng biết Châu lại đột nhiên trừng mắt quát. Khá lắm yêu đạo, dám không nói thật, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đến xem, nơi này nhưng là ngươi bán dược. Dược hộp đưa tới phùng qua tử trước mặt, phùng qua tử vừa thấy liền hoảng thần. Hắn bị vội vàng áp đến, chỉ nghe nói võ gia xảy ra chuyện, còn cho là hôm nay ra vào quá võ gia đều phải đề ra nghi vấn, hắn nơi nào nghĩ đến được thuốc này thế nhưng bị lật ra. Hắn mặt bỗng chốc trắng vài phần, Tri Châu thấy cảm thấy chắc chắn cùng hắn có liên quan, không khỏi cười lạnh liên tục, nói mau đi, bằng không, ngươi què được cũng không chỉ một chân. Ta nói, ta nói, ta đều nói. Đừng đánh ta. Phùng qua tử mặt mũi mồ hôi lạnh, môi run run, đem lời đều ngã đi ra. Ngày ấy, ta cùng liễu bà tử bọn họ ra võ gia, bọn họ hướng trong thành đi, ta gia lại không ở trong thành, cũng đừng bọn họ muốn hướng gia đi. Ai biết không đi thật xa, liền có một nha hoàng đã chạy tới kêu ta, nói muốn tìm ta xem điểm sự, hỏi ta kín miệng không nghiêm. Ta khẳng định tự khoe nghiêm, sau đó nàng liền mang theo ta từ cửa sau vào võ gia, nói là cô nương có chút việc tư hỏi ta, sự làm hảo, tiền không thành vấn đề. Nha hoàng. Cái nào nha hoàng? Phùng qua tử bị tri châu đánh gãy, sửng sốt một chút, hồi tưởng chốc lát lại nói là là cái kia kêu chu hà lời này vừa ra tiết vân hủy cảm thấy cười lạnh Khi chu hà rõ ràng miệng đầy dính líu người khác trốn tránh trách nhiệm đáng tiếc tri châu mắt vụng về cái gì cũng nhìn không ra đến tri châu dừng một chút chớp mắt chìm mặt nhưng chưa truyền chu hà lúc này đi lại đối chất lại nhường phùng qua tự tiếp tục nói đến võ cô nương tìm tiểu nhân hỏi tiểu nhân có thể hay không nhìn ra nàng sau này mấy tháng vận thế như thế nào, thân thể có thể khỏe mạnh. Tiểu nhân Tiểu nhân nhìn của nàng tướng mạo, thay nàng bói một quẻ, nói với nàng sau mấy tháng vận may đương đầu, thân thể. Thân thể có thể có thể có chút không lớn khỏe mạnh, bất quá cũng không phải cái gì đại sự, đeo lưỡng đạo phù có thể né qua đi. Tiết Vân Hủy nghe xong không khỏi trào phúng cười, phùng qua tử quả nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái kiếm tiền cơ hội nàng vừa muốn thu lại khóe miệng ý cười đột thấy trên mặt hai bó ánh mắt bắn đi lại nàng truy đi qua lại là kia quỷ hầu gia thế nào cười đều không có thể nở nụ cười nàng động nói chuyện giác chẳng lẽ lại gặp phải hiềm nghi bất thành tiết vân hủy cảm thấy chán chọn bi pha có vài phần khiêu khích ý tứ ai ngờ xem của nàng người lại nhàn nhạt đừng đến ánh mắt cái quỷ gì quái. Tiết Vân Hủy thầm nghĩ quái nhân, thu lại tâm tư, lại tập trung tinh lực nghe Phùng Qua Tử nói chuyện. Tiểu nhân thật sự không thể tưởng được, võ cô nương nhưng lại không cần lá bùa, hỏi nàng này bệnh lợi hại không lợi hại, còn có thể hay không lợi hại hơn chút, ra không được môn cái loại này. Tiểu nhân Tiểu nhân vừa nghe không thích hợp, nào dám nói lung tung nói, đã nói quẻ trong bói đi ra cứ như vậy, ai ngờ võ cô nương nhưng lại mất hứng, trực tiếp liền hỏi ta, có hay không một loại dược, ăn người hội phát bệnh, lại ăn không chết người. Nói nói tới đây, trong phòng lặng ngắt như tờ, kinh ngạc không khí lại phiêu đảng ở mỗi người trong ánh mắt. Võ cô nương, chẳng lẽ không đúng người khác cố ý độc chết? Mà là... Tiết vân hủy trong lòng bang bang nhảy, này phùng qua tử, cần phải không nói láo, võ mính lúc đó nói với nàng nói, cũng là có chút ý tứ này. Phùng qua tử không dám ngừng, lại nói tiếp. Tiểu nhân. Tiểu nhân không biết võ cô nương phải làm gì, liền. Liền ăn ngay nói thật, nói kia khổ luyện có thể đuổi trùng, đã có độc tính, ăn nhiều sẽ choáng ván đầu đau bụng, bất quá. Bất quá cũng liền một hai canh giờ liền tự hành tiêu mất. Cho nên, ngươi liền bán cho võ cô nương, hàm gấp hai khổ luyện đuổi trùng dược. Tri châu quát. Phùng qua tử sợ tới mức dập đầu, tiểu nhân kia dược thực ăn không chết người, tiểu nhân không dám nói dối, trừ phi. Trừ phi một hơi ăn thượng một thanh. Hắn nói đến bữa tiệc này, hai mắt trừng được như đèn lồng, thanh âm rung đứng lên, võ. Võ cô nương sẽ không thực ăn một thanh đi. Nhà môn quan sai đem chân cẳng sụi lơ phùng qua tử kéo đến một bên, lại đem nha hoàng chu hà áp tiến vào. Chu hà một mắt nhìn thấy liệt ở một bên phùng qua tử, cả người rung lên, bùng một tiếng quỳ gối trên đất. Đại nhân, nô tỳ đều là nghe cô nương phân phó nha. Chuyện tới như thế, lại vẫn đùng đẩy trách nhiệm. Tiết Vân Hủy hiếp mắt nhìn thoáng qua này nha hoàng, ngược lại đã quên chính mình cùng Tiết Vân Thương đã không có bất luận cái gì hiềm nghi, có thể lui ra chuyện. Trung Quy là một cái mạng người, nắm nhân tâm. Mã Tri Châu tự nhiên sẽ không bị này nha hoàng lừa gạt, nếu không phải nàng luôn mãi giấu giếm tình hình thực tế, nơi nào muốn túng này phiên vòng luẩn quẩn. Tiện Tì còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Người tới, cho bản quan trương của nàng miệng. Tri Châu không nói hai lời liền nhường người há mồm, nghe Chu Hà khóc kêu cùng vang dội bạc tai, hắn mới cảm thấy ở hầu gia trước mặt tìm về vài phần mặt mũi. Hắn đường đường Tri Châu, nhưng lại bị tiểu nha hoàng nói mấy câu dỗ xoay quanh, thật sự là mặt mũi rớt cái đáy chỉ thiên. Cái này thoải mái, hắn lại hỏi. Nói hay không? Này vài cái bạc tai, cũng không phải là bên trong trò đùa, Chu Hà răng nanh rung lên, khóe miệng huyết lưu xuống dưới, đầu ngón tay vừa chạm vào, xích mắt một mảnh, nàng ánh mắt đều thẳng, bang bang khấu đầu, câu nói đến. Cô nương. Cô nương nàng nhường nô tỳ đi lặng lẽ tìm cái đạo sĩ đi lại, còn nhường ai đều không có thể nói cho. Nô tỳ đều là nghe được cô nương nha. Cô nương được đạo sĩ dược, liền bắt đầu ngày ngày ăn, bị bệnh mấy ngày, ngày ngày ép buộc, đại phu đến xem, mở dược, cô nương chỉ không uống, đều nhường nô tỳ đổ bỏ. Tạc. À. Hôm qua hạ thưởng sau, cô nương liên tục nổi lòng không tốt, ngoài miệng còn nói cái gì chờ không xong lời nói, nô tỳ hỏi nàng nàng cũng không để ý, sau này nô tỳ sẽ cùng tử anh thay đổi sai. Ai biết? Ai biết cô nương hôm nay sáng sớm nhưng lại. Nàng nói đến này ô ô khóc lên, tri châu lại nghe không được nàng khóc kêu, một tiếng quát mắng lại đem nàng sợ tới mức ngậm miệng. Mã Tri Châu hừ hừ hai tiếng, kia mắt đi nghiêng Chu Hà. Chiếu ngươi nói như vậy, võ cô nương chết cùng ngươi không được can hệ. Khi bản quan hỏi ngươi, ngươi vừa mới vì sao không nói thực ra đến. Ta nhìn, này mười bàn tay còn chưa đủ A Tân. Tiếng nói vừa dứt, gia hình quan sai liền thượng trước, kia Chu Hà thấy, thở hốc vì kinh ngạc ngã ngồi ở trên đất. Tiết Vân hủy thờ ơ lạnh nhạt, thầm nghĩ Tri Châu Đại Nhân cuối cùng mắt minh tâm lượng một hồi, nàng này phương nổi lòng chưa rơi, kia nha hoàng liền khẽ kêu lên. Không trách ta. Không trách ta. Là kia vương tự tính dây dưa cô nương. Cô nương nghe xong hắn, này mới nghĩ hết biện pháp kéo dài hôn kỳ. Chương 25 Võ Mính cái chết, hạ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 025 Võ Mính cái chết, hạ, vương tự tính là võ bách hộ thủ hạ hai cái tổng kỳ một trong, năm nay mười có cửu chưa cưới vợ chu hà đem tên vương tự tính kêu lúc đi ra võ bách hộ dạy ra hoảng hốt vẻ mặt cuối cùng biến hóa đứng lên tiết vân hủy theo bên nhìn trên mặt hắn tự hồ có một loại vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng cũng đã tin phức tạp cảm xúc một cái là danh không ai biết đến tổng kỳ một cái là hoàng thượng thân phong hầu gia là cá nhân cũng biết như thế nào làm chọn đi võ bách hộ không thể tưởng được hắn nữ nhi đối này hôn sự nhưng lại như thế không tình nguyện. Võ Mính đối này vương tự tính dùng xong chân tình thực lòng, thậm chí đánh bạc một cái tánh mạng, chính là không hiểu được, đến cùng có đáng giá hay không được. Khi Chu Hà còn đang thét chói tai, khẽ tượng một thanh lợi kiếm, đâm phá sở hữu giả tượng, đem chân tướng không lưu tình chút nào đụng đi ra. Hắn cho ta bạc, còn hứa hẹn nói cô nương gả cho nàng, hắn liền làm chủ giúp ta tiêu nô tịch. Tiêu nô tịch ta có thể về nhà, sẽ không cần gả cho kia một đầu lại sang trương lão tam ta vì sao không đáp ứng ta bất quá ngay tại cô nương trước mặt nói nói mấy câu thôi chủ ý đều là cô nương chính mình cầm cùng ta có cái gì can hệ nếu cô nương trong mắt không có vương tự tính ta nói một ngàn nói một vạn cũng vô dụng đại nhân đại nhân minh giám mặc kệ chuyện của ta đều là kia vương tự tính dụ dỗ cô nương dụ dỗ này từ không là tốt từ lại là tốt từ ít nhất, mặc dù võ mính cũng có không là, lại là bị người dụ dỗ, huống nàng bây giờ người đi, tội danh đều ở dụ dỗ người trên đầu. Có thể nói đến cùng, bị dụ dỗ người liền không có điểm cam tâm tình nguyện sao. Tiết Vân Hủy nhớ tới phía trước võ mính kia bệnh ưỡng ưỡng gò má, trong giọng nói kia bất an nổi lòng, hết thảy đều chuỗi đi lên. Võ mính A, à, tình nguyện lấy thân thử độc, cũng không nguyện gả cho vô tình người. Không biết vì sao, nàng ánh mắt xoay 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 chuyển tới viên tùng việt trên người vẫn là kia phó lạnh như băng mặt mày không có kinh ngạc không có phẫn nộ không có thất vọng cũng không có vui sướng Tiết vân hủy nhìn coi như ẩn có ấy nấy chi tình ở hắn mi giang lưu luyến ấy nấy nàng suy nghĩ nhiều đi còn chưa có thành hôn liền náo loạn đỉnh đầu cỏ xanh mũ mang ở trên đầu như luận ấy nấy cũng là võ gia đi nàng tự nhận là cái người ngoài cuộc nhất thời bị cuốn tiến vào, cũng chính là nhìn ra hí mà thôi, ai sự ai không phải, không phải do nàng phán đoán suy luận. Mã Tri Châu sai người hướng vệ sở cầm vương tự tính đi, chỉ này Chu Hà lại còn không có thể lui ra, nên phun lời nói còn chưa có phun hoàng. Ngươi nói, vì sao võ cô nương đột nhiên phục độc? Tri Châu trầm giọng hỏi đi ra. Lời này hỏi được trong phòng nhân tâm rùng mình. Võ Mính là chết vào kia hộp độc dược, có thể cứu này căn bản, võ mính cái chết đến cùng là tự sát, hay là hắn giết? Chu Hà đã có chút hoảng hốt, nàng nghe thấy câu hỏi sửng sốt một chút, lại hít sâu một hơi. Cô nương nghĩ đem hôn kỳ sau này kéo, tốt nhất nàng có thể bỗng chốc bệnh thường một năm rưỡi chở, trực tiếp đem này hôn sự đẩy cho qua chuyện. Nàng ăn vài ngày kia đạo sĩ dược, người không tốt, lại không không tốt đến ốm đau ở giường nông nổi. Hôm qua, hôm qua kia đạo cô thấy cô nương, Cô nương lâm thời dậy ý, muốn mượn kia đạo cô chi miệng đem hôn kỳ sau này đẩy, nhưng là... Nhưng là kia đạo cô không dám, còn nói cô nương bệnh không nặng, không mấy tháng có thể tốt hơn đến. Tiết Vân Hủy nghe vậy chợt ngẩn ra, cổ họng có chút phát khô, cũng không nhìn thấy lưu chuyển ở trên người bản thân phức tạp ánh mắt. Nàng một mặt lòng có lưu luyến, may mắn chính mình nếu không phải bởi vì la hành thương chuyện dài quá trí nhớ, cái này chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng có thể một mặt khác lại trong lòng nổi lên chắc ý, nàng không từng nghĩ chính mình kia dè dặt cẩn thận thái độ lại thành võ mính bùa đòi mạng. Chẳng lẽ chính là vì nàng này trương bùa đòi mạng mới hại võ mính. Nàng tim đập như sấm, kia Chu Hà lại còn tại nói. Cô nương sốt ruột, ở trong phòng xoay quanh, nô tỳ nhìn không được điểm cánh kiến trắng muốn cho cô nương ngủ một lát, Cố Tình. Cố Tình lúc này, hầu gia lại tới nữa hắn đột nhiên kêu cô nương đi ra gặp mặt, cô nương trở về thời điểm mặt mũi trắng bệch. Nói hầu gia đối nàng càng tôn trọng, nàng còn như vậy đi xuống, theo hại nhân có cái gì khác nhau. Lời này càng làm cho Tiết Vân Hủy ngạc nhiên, nàng ngẩng đầu đi xem viên tùng Việt, lại chỉ nhìn đến hắn trước mắt bóng ma, trung động lông mi, nhìn không tới trong con ngươi nhan sắc. Nàng đầu ngón tay khẽ run, Lại vẫn có một đạo bồ đòi mạng. Nàng không khỏi lắc đầu, nếu là viết thành thoại bản bên kia là hầu gia sủng thiếp diệt thê quý thiếp hại chết chủ mẫu trò hay mã thuyết thư người định có thể kiếm bồn đầy bát đầy ăn cơm tối cô nương đã nói không dưới nhẫn tâm không được ta lúc đó sợ hãi cực kỳ sợ cô nương xảy ra chuyện đau khổ khuyên vài câu ai biết cô nương ngoài miệng ứng hôm nay hôm nay đã đem kia một tráp dược đều ăn đi xuống ta nhìn lên gặp kia dược tráp không chỉ biết không tốt chờ đại phu mở thời điểm đã là chậm quá. Tiết Vân Hủy không khỏi vạn mi, lúc này đây, nàng không thấy được lạnh như băng kia trên khuôn mặt, dài mi cũng gắt gao nhăn đứng lên. Đại sảnh hàng khí tỏ khắp, Mã Tri Phủ gặp kia Chu Hà một hơi nói nhiều như vậy, sắp tê liệt ngã xuống, vội vàng nháy mắt làm cho người ta giá nàng. Kia Chu Hà lại bỗng chốc kêu sợ hãi dãy dụa dậy đến. Đại nhân, đại nhân, không liên quan ta. Khi vương tự tính đã sớm đánh lên cô nương chủ ý. Hắn là sớm có dự mưu. Có hồi say rượu, hắn liền nói cái gì sau này hắn chính là bách hộ người trong nhà, làm cho người ta đều kính hắn rượu. Hắn không là người tốt, lại vừa thấy cô nương liền trang mô tác dạng. Ta không nên tham hắn tiền, ở cô nương bên tai nói hai năm trái lương tâm nói. Không, không, không là của ta sai, là vương tự tính quen sẽ đem bóp người hắn vừa nghe nói cô nương muốn làm hầu phu nhân, liền cho ta cấp cho ta trừ tịch, tặng ta tiền tài. Hắn biết ta đệ đệ có thể đọc sách, tương lai phải làm đại quan, ta trở về nhà cũng có thể đương tiểu thư. Là vương tự tính không buông tha cô nương. Đều là hắn hại cô nương. Hôm qua buổi tối, hắn còn trộn nhảy vào sân, theo cô nương nói nhất định lại chờ hắn hai tháng. Ngươi nói cái gì? Vương tự tính hôm qua đã tới. Tri Châu bỗng chốc đánh gãy Chu Hà lời nói, ánh mắt làm như muốn ăn thịt người. Chu Hà run run một chút, gật đầu nói là, vẻ mặt nước mắt máu tươi xen lẫn ở một chỗ, người khác thấy không rõ của nàng bộ dáng, chỉ cảm thấy tâm sinh ghét cay ghét đắng. Hắn đã tới, theo cô nương nói nửa khắc đồng hồ lời nói, cô nương trở về sắc mặt lại thanh lại bạch, nói thẳng lại đẩy hai tháng, vương tự tính liền có biện pháp cưới nàng. Tiết Vân Hủy trong lòng rung động không thôi khi vương tự tính, hắn cư nhiên cũng đã tới. Nguyên lai, đúng là có ba đạo bồ đòi mạng, sinh sôi muốn võ mính mệnh. Phanh được một chút, sát trưởng vỗ án thanh âm đánh gãy chu hà lời nói, có một chất gãy đồng độc thanh kích được lòng người rung động. Võ bách hộ một chút đứng lên, sắc mặt xanh mét, xoay người lại, đột nhiên hướng viên tùng việt ôm quyền. Võ mổ xin lỗi hầu gia. Đính hôn tay bắt kia vương tự tính cho hầu gia cái bàn giao hắn quay đầu liền xông ra ngoài đi. Một thân khí thế mãnh liệt như kinh đào, mọi người ở đây bị khí thế của hắn sở chấn, viên tùng Việt đứng dậy muốn ngăn đón thời điểm, ngoài cửa đột nhiên có quan sai chạy tiến vào, vào cửa liền trả lời. Đại nhân, vương tự tính chạy. Võ Bách Hộ cầm ở quan sai cổ áo, thẳng bắt được người nọ một cái lão đảo. Chạy! Chạy! Thiên giết nhảy ranh. Tiếng la im bặt, võ bách hộ đột nhiên toàn thân cứng đờ, hai chân mềm nhũng, phanh một tiếng liền nện ở kia quan sai trên người, chết ngất đi qua. Tiết vân hủy đỡ tiết vân thương đi thời điểm, còn quay đầu lại hướng kia hỗn loạn phòng nhìn lại, không khéo một mắt liền nhìn thấy kia tan vị hôn thê, dẫn theo cỏ xanh mũ thụy bình hầu. Vị hôn thê chết, nhạc phụ cùng nhạc mẫu một cái hôn chết một cái điên, chỉ còn một cái thê đệ sợ tới mức trắng mặt. Tri Châu tiến lên cũng tay cùng hắn nói gì đó, hắn đông đưa một chút đầu, vi sườn tới được mặt, lạnh như băng trung lộ ra mỏi mệt. Tiết Vân hủy ánh mắt thu trở về, đi tới đi lui, không lý do thở dài. Viên nhị như thế nào, nàng không có gì cái nhìn, nhưng là võ mính. Thật sự là không thể tưởng được, không có người thật sự yếu hại chết nàng, nàng cũng chưa từng nghĩ tới đi tìm chết, có thể thiên ý treo người, nàng chết ở sở hữu người xô đẩy bên trong, một cái vô ý té ngã, liền hỗn hỗn độn độn dưới đất hoàng tuyền. Tiết Vân Hủy trước mắt thoảng qua võ mính thần sắc có bệnh trung một chút anh khí, lắc đầu thở dài. Này thế gian đối nữ tử quá mức hà khắc, một bước đi sai bước nhầm, đều có thể là trí mạng hậu quả. Một đường đỡ Tiết Vân thương ra võ gia, Tiết Vân Hủy này mới nhớ tới đứng đắng dáng tại trên người nàng một cọc sự. Đã võ cô nương đi, hầu gia hôn sự không có tin tức, ta có phải hay không nhất thời vô ngu. Tiết Vân Hủy dừng bước chân, lăng lăng hỏi ra như vậy một câu nói. Tiết Vân thương nghe vậy vỗ vỗ tay nàng, yêu thương nhìn nàng một cái. Trong kinh có cái bất thành văn quy cũ, nam tử cưới vợ trước. Trong phòng có chính đầu di nương kia đó là đối thê tử không tôn trọng. Thụy Bình hầu xuất thân danh môn vọng tộc, nghĩ đến sẽ không liên này đều không biết. Yên tâm đi, nhất thời vô ngu. Nha. Tiết Vân hủy ứng một câu này, nói không nên lời trong đầu đến cùng là cái gì tư vị, tạp thật sự, loạn rất phẩm nhấp đến miệng hơi hơi có chút phát khổ, có lẽ đây là nhân gian tư vị đi. chương 26 chuyện cũ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio. com chương 026 chuyện cũ nha môn đằng trước đi lấy người đã cầm tiết vân hủy trở về, không có không cầm lương tin đạo lý chỉ này một chút lương tin mạch danh kỳ diệu bị dẫn theo đi lại án tử cũng là kết, không được nàng chuyện gì người liền ngay tại chỗ thả võ phủ cửa, Tiết Vân Hủy hướng nàng vẫy tay. Sư tỷ cùng ta về nhà ấm hồ ấm hồ đi, hôm nay cũng không biết tại sao, nhưng lại lạnh đứng lên. Lương Tinh gật đầu nói hảo, bước nhanh đi rồi đi qua. Nàng một sáng tinh mơ đã bị dẫn theo đi lại, tự nhiên tò mò võ gia ra chuyện gì, sườn đầu hướng Tiết Vân Hủy đi ra thiên trong môn đầu xem. Trong môn thủ lĩnh ảnh lắc lư, người người vẽ mặt cầu xin, ha bám thắt lưng, ngẫu có mấy cái quan sai thoảng qua, bên hông đừng đem nửa người cao đao, liền đem lương tinh tò mò tâm dọa đi trở về. Nàng vừa muốn quay đầu hỏi một chút tiếp vân hủy, đến cùng ra chuyện gì, trong tầm mắt đột nhiên có người xông vào. Người nọ là chính chính hướng tới nàng này phương hướng đi tới, phản phất là muốn đi làm cái gì sự, liền như vậy vừa nhấc đầu, một đôi lợi hại ánh mắt vừa khéo liền bắt giữ đến theo dõi hắn xem người. Người nọ sửng sốt, lương tinh tâm can rung lên. Theo bản năng, nàng quay đầu bỏ chạy, Tiết Vân Hủy đang cùng Tiết Vân Thương nói chuyện, nàng mạnh như vậy nhiên một chạy, ngược lại đem huynh muội hai người giật nảy mình. Tiết Vân Hủy há mồm muốn kêu, đã thấy trong môn một người bước nhanh đi ra. Người nọ banh mặt ở trước cửa một mọi người trong tuần tra một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở Tiết Vân Hủy trên mặt. Hắn nhíu mi. Có thể có người theo nơi này chạy quá. Hắn hỏi. Người này Tiết Vân Hủy nhận biết, cũng không đúng là quỷ hầu gia bên người thị vệ sao nàng đông đưa đầu không có người nọ lại bình tĩnh nhìn nàng một cái trong mắt tránh qua thất vọng sắc trầm giọng nói câu đa tạ lại quay trở về trong môn thế nào lương tinh nhận thức hắn tiết vân thương chọn mi tiết vân hủy ném miệng ta không biết a à, sư tỷ làm cái gì trò chẳng lẽ là có quen biết huynh muội hai người tả hữu đoán không ra đến bên này chuyển qua cửa ngõ mới nhìn thấy lương tinh thần sắc khẩn trương nhìn bọn họ còn hướng bọn họ phía sau nhìn quanh sư tỷ ngươi đang nhìn ai hầu gia thị vệ bị ta chặn đi trở về tiết vân hủy hỏi nàng lương tinh sợ tới mức không nhẹ hướng nàng làm cấm thanh thủ thế này mới kéo nàng đến một bên nói lên nói đến ngươi nói người nọ là hầu gia thị vệ thụy bình hầu là nha tiết vân hủy đáp gặp lương tinh nghe xong nghi hoặc nạo đầu miệng lẩm bẩm không đúng lại hỏi nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra sư tỷ còn có việc gạt ta bất thành ai nha ta có cái gì hảo gạt ngươi ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói cái kia vong ân phụ nghĩa sắc phôi sao chính là hắn nha a à. tiết vân hủy kinh ngạc vừa định lời nói nói phía sau tiết vân thương đột nhiên mãnh liệt ho khang đứng lên này sư tỷ muội hai người có thể bất chấp nói nhảm, vội vàng đi chiếu ứng hắn. Gặp môi hắn đều trắng bệt, một đôi tay lạnh được coi như mới từ băng trong đào đi ra. Tiết Vân Hủy có thể liền phát hoảng, tiếp đón lương tinh, cái này đem Tiết Vân Thương hướng trong nhà giá đi. Về nhà lại là một phen ép buộc, khắp nơi chuẩn bị tốt lắm, Tiết Vân Hủy mới nhớ tới lương tinh chuyện đến. Thụy Bình Hầu thị vệ là ngươi gặp gỡ cái kia sắc. Phôi! Không thể nào, ngươi lúc ấy không là ở sơn tây gặp gỡ sao tiết vân hủy ngã chén nước cho lương tinh kia nhường a kiều đi lư thẩm kia muốn một cái đĩa tử kẹo gừng phiến đến uống nửa chén trà lương tinh lông mày nhăn thành ngật đáp là nha tuy là nhận sai một hồi cũng không sai được hai hồi hôm qua ta ở thụy bình hầu phủ thấy định là hắn không được sai huống ngươi cũng không nói hắn nhưng lại đuổi theo ra đến sao lương tinh nói xong không khỏi đánh cái rùng mình khổ một khuôn mặt, hắn tại sao còn nhớ rõ ta? Tuy ta làm gì nha? Em đẹp một trương mặt trẻ con nhăn ba thành một đoàn, Tiết Vân Hủy nhìn không được, vỗ vỗ tay nàng, này đều nhiều chút năm đi qua, hắn đó là nhớ được, cũng nhớ không rõ. Ta lúc đó đưa hắn lừa gạt đi qua, hắn cũng không không nói cái gì ma. Không có việc gì, có lẽ, nhân gia chính là nghĩ cho ngươi nói cái tạ đi. Nói lời cảm tạ. Ta thì không dám lương tinh lắc đầu lại xua tay lúc đó ta cứu hắn một mạng hắn không cảm tạ ta còn tưởng khinh bạc ta sư muội ngươi nói người như vậy cách đã nhiều năm có thể tỉnh ngộ như thế không giả cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời có một số người vẫn là đề phòng chút hảo bất quá tiết vân hủy còn có chút mê hoặc hắn truy ngươi làm gì chớ không phải là lúc đó không đắc thủ nhiều năm như vậy còn trong lòng không thoải mái đâu cái này có chút dọa người rồi, không sợ tạc trộn chỉ sợ tạc nhớ thương, bị cái sắc phôi nhớ thương nhiều năm như vậy, ngẫm lại liền cảm thấy phía sau lưng rung lên. Lương tinh chần chờ, không thể nào. Ta cảm thấy không phải đâu, có thể là ta. Ta. Ngươi thế nào? Nuốt nước bọt, lương tinh mới ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Ta nhìn hắn không có hảo ý, liền cho hắn dưới mê dược, ném. Ném ven đường đi. Tiết Vân hủy một miệng trà toàn phun đi ra, cầm ánh mắt lên lên xuống xuống đánh giá này mềm đô đô sư tỷ, thế nào đều không thể tưởng được, nàng 13-14 thời điểm, lại vẫn dám cho người hạ mê dược, sau đó đem người ném tới ven đường đi. Ôi, khó là sư tỷ thế nào làm động người này? Hắn kia nhân cao mã đại, người này tiểu thân thể, không thiếu vất vả đi. Bất quá, ngươi sẽ không sợ hắn bị gấu ngù ngậm đi. Lương tinh thở dài, cuối mặt mày, ta đã nghĩ có hai cái tiều phu liên tục mấy ngày đều đánh chỗ kia quá, khẳng định có thể đem hắn làm đi xuống, cái khác. Lúc đó rất sợ hãi, sư phụ lại ở trong rừng không trở về, theo ta chính mình. Thực sợ hắn làm chút cái gì? Kỳ thực ta còn là vụng trộn nhìn một lát, thấy không có gì mới chạy đi. Ta lúc ấy biên đằng tịch, một đường lôi hắn, bằng không ta nơi nào biến thành động, sẽ đem hắn đánh thức, có thể không muốn sống nữa. Tiết Vân Hủy tưởng tượng thấy đương thời cảnh tượng, liệt miệng nở nụ cười. Sư tỷ định là sợ tới mức một cái kính nuốt nước miếng, có thể lại không có biện pháp, trung trung dưới tay dược, vỗ người kia thấy hắn vẫn chưa tỉnh lại, liền đem hắn đẩy tới đằng tịch thượng, mất chính trâu hai hổ kính nghi, kéo đi ven đường, lại rụt đầu vụng trộm quan sát nửa ngày, này mới vung nha tử chạy. Ngươi là nói, người nọ nhớ cừu. Quán cách ngươi đem hắn ném ven đường đi không chừng hắn thực gặp gấu mù lải nhải cửu tử nhất sinh tiết vân hủy liếc mắt nhìn lương tinh cố ý nói câu này a à, này lương tinh bị nàng lời này kinh ngạc nhảy dựng nghẹn họng nhìn trân trối tiết vân hủy thấy không nín được vừa cười lại chưa thấy qua so sư tỷ càng dịu người ta tùy tiện đoán đoán ngươi sẽ tin nha hảo sư tỷ ngươi không ngẫm lại hắn muốn thực gặp gỡ gấu mù còn có thể nơi này ngốc khẳng định không chuyện về phần hắn đi ra truy ngươi nếu không muốn nói lời cảm tạ nếu không tiết vân hủy câu chuyện vừa chuyển thanh âm có chút trầm nếu không chính là thực nhớ thương lên ngươi có một số người nha chính là nhớ thương sự việc thế nào cũng phải tới tay tài năng bỏ qua có loại gì chủ tử liền có loại gì thị vệ câu nói này tiết vân hủy không nói ra miệng lại hết sức cảm thấy lương tinh gặp gỡ như vậy cá nhân không là cái gì chuyện tốt cho nên dùng quá ngọ cơm lương tinh phải đi thời điểm, Tiếp Vân Hủy liền nhường nàng thay đổi chính mình một thân nam tử trường bào. Tuy rằng không quá hợp lương tinh thân, nhưng cũng tính thay nàng sửa lại sửa đồ trang sức. Nàng dùng lưu đồng đem bút mực trong cửa hàng làm công tiểu tiểu nhị sai khiến đi lại, một đường đưa lương tinh trở về, này mới yên lòng. Bên này chuẩn bị tốt lắm sư tỷ, A Kiều lại mau chạy tới, lo lắng trùng trùng dắt nàng, cô cô, cha thiêu cháy. Tiết Vân Hủy nghe xong, vỗ cái trán. Được, nàng chính là cái quan tâm mệnh, quan tâm hoàng sư tỷ, lại quan tâm đại ca, nàng chuyển này một đời, chính là trả nợ đến. Chương 27 Trước kia, thượng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 027 Trước kia, thượng, thiên thượng cạo được bảo cắt lại làm lại lạnh, tiết vân thương một đôi tay là lại ẩm lại lạnh, thiên hắn gầy yếu mặt đỏ được nóng bỏng, nóng bỏng hồng tiết vân thương bị bệnh này đã nhiều năm đến cùng được mấy cọc chứng bệnh đã nói không rõ tóm lại thân thể là lại hư lại yếu thiên hảo hắn chưa hẳn hảo thiên không tốt hắn so ai biết đều nhanh hôm nay vì muội muội đông lạnh trận này không nằm vài ngày có lỗi với này một thân bệnh này bệnh thương hàng tới mặc dù gấp lại không giống lần trước ho thở gấp như vậy dọa người không cần mời đại phu thi châm tiết vân hủy mang theo lưu thẩm a kiều liền cho hắn trị liệu ba người nấu thuốc nấu thuốc nhóm lửa nhóm lửa lại thay hắn qua lại thay đổi lãnh khăn phu cái tráng ép buộc đến thái dương đều dưới sơn tiết vân thương này đầu mới lạnh xuống dưới thân thể mới ấm đứng lên a kiều chạy trước chạy sau một chút thưởng ăn cơm liền vây được điểm đầu tiết vân hủy đưa nàng vào ổ chăn lo lắng tiết vân thương lại quay lại đi xem phòng ở ấm áp dễ chịu vị thuốc ở hơi ấm nhi trung trung quanh tán loạn, Tiết Vân Hủy không vui này cay đắng nhi, chà sát cái mũi, phụ cận đi tham xem Tiết Vân Thương. Hắn ngủ được hôn trầm, lõm xuống gò má, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng hắn từ trước kỳ thực là cái phong thần tuấn lãng bộ dáng. Tiết Vân Hủy dơ dơ lên khóe miệng, tiếp gia người đại đô dài quá một bộ hảo túi da, nam tử tuấn giật, nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, nàng đầu tại đây thân thể thượng, bên cạnh đều không gì vừa lòng, duy dung mạo dáng người không nói. Nàng nghĩ tới cái này, lại nhìn nhìn hôn trầm nằm tiếc vân thương, nghĩ đến nàng vừa tới trên đời này thời điểm, kỳ thực hai người là rất cái dạng. Lúc ấy nàng vẫn là cái tu luyện 500 năm cây ngô đồng tinh, lại được 300 năm, có thể phi thăng. Đây là thật tốt một cọc sự A, à, cố tình ra phẻo. Đó là cái tháng năm đêm, không có ngày nướng người, ban đêm muốn nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái, tiểu phong nhẹ nhàng ôm nhu, một thổi người liền đang ngủ. Ngô Đồng Điền Trang im ắng, trừ bỏ nàng đằng trước trong viện, ẩn ẩn có sao động truyền đến. Này đại nửa tháng, nàng đều thói quen. Này Điền Trang chủ nhà, cũng chính là Tiết Gia, đem nhà hắn nữ nhi Tiết Vân hủy quan đến này Ngô Đồng Điền Trang bên trong, liền để nữ nhi vừa đồng nhất gia ma ốm thiếu gia định thân, nói tốt lắm tháng sau gã đi vào sung hỉ, ai biết chân trước định thân, sau lưng kia thiếu gia nhưng lại mất hơi thở kia gia nhân cũng không biết trúng cái gì tà, không phải đem chuyện này đưa tại tiết vân hủy trên đầu, nói nàng khắc chết nhà mình nhi tử. Thế gian không có đạo lý này, sung hỷ tìm người đều là tính tốt lắm bác tự, hiện tại còn nói nhân gia khắc chết con trai của tự mình, này không là già mồm ác lẽ phải là cái gì. Bất quá kia gia liền như vậy một căn độc đinh, lại ý vào nhà mình ngoại sinh nữ là trong cung được sủng ái quý phi, thêm chi tiết lão cha tiết thế thông vận làm quan không thuận, vừa ngã một cấp, kia gia nhân dương nanh múa vuốt phải muốn đem tiết vân hủy đưa đến trong miếu đi cho hắn gia nhi tử ăn chay niệm phật nhà ai hoàng hoa khuê nữ bỏ được đưa kia khổ ha ha địa phương đi có thể kia gia lại không là nói xong đùa chỉ nói không đưa đi liền muốn đem tiết thế thông theo kinh quan trên đầu bỏ xuống đi kia đầu nhẹ kia nặng đầu nhà mình quyết đoán tiết thế thông mượn không lên kia gọt tước thụy bình hầu phủ lực lại mặc danh kỳ diệu đắc tội trên đầu quan lại cùng kia gia giao ác Kia cũng không chính là vén cái quan đơn giản như vậy. Như vậy vừa thấy, một cái khuê nữ ở người một nhà tánh mạng trước mặt, thật sự đảm đương không nổi cái gì. Đương gia người làm quyết đoán, người nào cản trở đều không dùng, bị đưa đến thôn trang trong tiết vân hủy nghe xong này tính, đầy đủ náo loạn ba ngày, có thể một điểm dùng không khởi, đợi đến trời đã sáng, nên đưa nàng đi trong miếu. Tiết vân hủy làm ầm ĩ cây ngô đồng trong linh lại không bồi nàng, tự ngủ mục đích bản thân thấy đi, cho dù là nháo đến nàng lòng bàn chân xuống dưới, nàng cũng không trợn mắt nhìn xem. Nếu có cái gió táp mưa xa, liền đi theo trộn cùng trộn cùng, nàng này hành cũng đừng sửa. Cho nên đem các nơi tri giác đều thu lại, theo bọn họ đi, nàng cũng không nghĩ quản. Nhưng ai biết, nàng lòng bàn chân làm ầm ỉ một lát, vừa yên tĩnh 15 phút công phu, liền lại có người chạy tới, một câu nói đâm đến nàng trong lỗ tai đầu, coi như kinh lôi đem nàng bừng tỉnh a à, cô nương cô nương treo cổ treo cổ treo cổ chỗ nào rồi nàng cảm thấy bất an trợn mắt đi xem vừa thấy dưới chấn động nhưng lại treo cổ ở trên người nàng thực suối quẩy nàng lúc đó thầm mắng suối quẩy về suối quẩy nàng trên cây này từ trước cũng không phải không chết người sống đã quên là mấy trăm năm trước còn có cái đâm chết ở trên người nàng, kia kính nhi khiến cho, kém chút không chui vào nàng da bên trong đến, hại nàng đau vài ngày. Ở trên người nàng chết người, cùng nàng tập thiên địa chi gian linh khí phạm hướng, nàng tự nhiên không vui, mắt lạnh nhìn cái kia kêu tiết vân hủy nữ tử hồn phách nhẹ nhàng đứng lên, hiểu được nàng là thật chết, cũng nói này người một nhà đem, đại phu, hai tự kêu nát cũng vô dụng. Nhà này ca ca là cái đau muội tử, không là giống như đau, hắn trước hết chạy đi lại, thấy nhà mình muội tử hoàn toàn mất hơi thở, liên mắt đều thẳng, nghiêng ngã trao đảo, nếu không là dựa nàng, vậy ngã. Nàng này thờ ơ lạnh nhạt, đều có chút nhìn không được, thầm nghĩ nhân gian này chuyện luôn một người có thể kéo xuống đi một gậy tre người, này ca ca chính là cái xung phong, phía sau còn có nháo. Nàng cảm thấy chính mình khả năng tuổi lớn, nghe thấy người vừa khóc lại kêu liền đầu óc đau, rõ ràng tiếp ngủ quên đi. Lại đem tri giác đều thu lại, nàng chìm ý thức, có thể còn chưa ngủ, chỉ cảm thấy một cổ lãnh ý đánh tới. Này cổ lãnh ý bất thường, căn bản không phải chiếc nàng một cành, đá nàng hai chân đơn giản như vậy, đó là hướng về phía của nàng yếu hại, của nàng hồn phách đến. Nàng còn chưa kịp nhúc nhích, chỉ cảm thấy một trận vĩ đại đau đớn ở cả người tàn sát bừa bãi mở ra, cùng lúc đó, nàng mở to mắt, trông thấy kia tiết vân hủy thẳng mắt bào huynh, phát điên giống như, chính khu búa, hung hăng chặt tiếng của nàng thân cây trong hắn một câu nói cũng không nói, trên người kia cổ vẽ nhẫn tâm đều quán chú đến búa trong. Chém này cây, nhưng nó treo cổ tuệ tuệ. Hắn thét lên. Cây ngô đồng trong linh triệt để ngây người. Nàng đắc tội ai chọc ai. Khi tiết vân hủy treo cổ ở trên người nàng, còn trách nàng không cản lại. Nếu có chân, nàng có thể tức giận đến muốn đem đọa nát. Tự dưng bị tiết vân thương một chút, nơi nào còn có thể lại chịu thứ hai hạ nàng lúc này rút ra một căn dài cành, lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế, một chút đưa hắn rút đi ra. Tiết vân thương một đầu đánh vào trên tường ngất đi, nàng bị hắn không hề báo hiệu kia một búa đầu chém yếu hại, bị thương không ít nguyên khí, lại không cá nhân vì nàng như vậy xuất đầu, chỉ tốt bản thân chịu đựng đau đi điều tức. Nàng vốn tưởng rằng như vậy cũng liền xong rồi, tiết vân thương chém nàng một đau, nàng rút được hắn ngã phá đầu, việc này như vậy vén quá. Ai ngờ, này xem ra văn văn nhược yếu tiết gia đại ca phát điên lên đến theo đi ngư giống nhau, hắn động không được bên cạnh người, nhưng lại toàn đem hắn muội tử chết tính ở trên đầu nàng. Mới quá hai canh giờ, hắn vừa tỉnh lại, liền đem một đại gia tử hơn 10 khẩu tử tôi tớ đều hô đi lại, nói cái gì đều phải chém nàng này gốc cây. Nàng hận không thể đem nhóm người này người chụp chết quên đi. Có thể nhiều người như vậy đều trợn tròn mắt nhìn, cố tình trên núi còn có cái đạo quan, nàng bất động linh lực là chờ chết động linh lực càng là trêu chọc mầm tai vạ nơi này trong kinh thành như vậy gần như kinh động nói ghi chép tư đến hai cái sâu không lường được đạo sĩ lại cho rằng nàng là cái gì quỷ quái bày trận làm pháp muốn luyện nàng nàng chỉ sợ liên hồn phách đều không bảo đảm nàng êm đẹp tu hành cho tới bây giờ cùng phàm nhân nước giếng không phạm nước sông chẳng lẽ hôm nay liền muốn tan tại đây đoàn người buôn bán nhỏ búa phía dưới đưa tại cái kia chết muội muội phát điên tiết gia đại ca trong tay. Nàng làm sao có thể cam tâm? Chương 28 Trước kia, hạ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 028 Trước kia, hạ, tiết vân hủy cười hề hề ở một bên nhìn. Bây giờ nàng có thể được công nhận cao nhân rồi, cũng nếm thượng nhất hô bá ứng tư vị, thật sự là hảo không dễ chịu. Đồng lượng đến, nàng liền vỗ vỗ bờ vai của hắn dùng tán dương ánh mắt nhìn kia vài cái tiểu tử một mắt ngoài miệng còn làm mô làm dạng nói bọn họ hỗn miệng cơm ăn cũng không dễ dàng theo bọn họ đi thôi ai biết nàng bộ dạng này còn chưa có trang đủ đột thấy đầu óc một quanh trước mặt bỗng tối sầm tiếp cá gì biết thấy đều không có thượng một tức còn hảo hảo nói tiếp theo tức chân mềm nhũng liền hướng một bên ngược lại đi ít nhiều đồng lượng tay mắt lanh lẹ một thanh tiếp được nàng Lưu Tiếu ở một bên sợ tới mức kêu to lên. Tiết Vân Hủy lại mở mắt ra thời điểm, phát hiện trong phòng tối om, ngoài cửa sổ cũng không có gì ánh trăng, bên ngoài không có nửa phần tiếng người, nàng lần mò một chút giường, mới giật mình chính mình đây là ở Lưu Gia. Xem dạng vẫn là dùng sức quá mạnh, nàng không tiếng động cười khổ một chút. Này phàm nhân thân thể chính là được việc không, nhất là nàng kèm trên này, thật thật là cái nũng niệu đại tiểu thư, mới đầu kia mấy tháng, nhiều đi vài bước lộ đều mệt đến run lên sau này nàng cắn nha đi theo sư phụ luyện công dưới sơn lại các nơi hành tẩu này mới trở nên chẳng như vậy yếu ớt có thể trụ cột sai lại cải biến không xong nàng bất quá chính là dùng ra linh lực dẫn một trận gió xoáy tự cho là không có gì ai biết này chỉ chớp mắt mới lâu ngày công phu liền bất tỉnh nhân sự ai chẳng sợ cho nàng một cái như cố ngưng đồng lượng như vậy thể trạng cũng xong a à cũng miễn cho khắp nơi bị quản chế. Nàng thở dài, không riêng làm cho này được việc không thân thể, càng vì thanh đằng cây tinh nói kia một cọc sự. Hắn nói, có người muốn hấp hắn linh lực. Tiết Vân Hủy đối thanh đằng lời nói nửa tin nửa ngờ. Theo nàng mấy năm nay ở chính nhất giáo trung quan sát, phần lớn đạo sĩ trong cung bất quá dùng để kéo dài tuổi thọ, nhiều nhất làm chút đuổi quỷ trừ tà cúng bái hành lễ. Chân chính có đại pháp lực người ít ỏi không có mấy, hoặc là cao cư hoàn thành hoặc là xa ở thâm sơn thanh đằng ở bảo định phủ trong thư viện hảo hảo đợi ai có thể phát hiện hắn còn muốn chuyên môn hấp hắn chi linh cần phải nói thật không có khả năng việc này cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp chút nàng qua lại suy tư một phen không được cái gì rõ ràng hoảng hốt xuôi tai nghe thấy cách đó không xa có to rõ gà gáy truyền đến này mới hiểu được thiên mau sáng lưu gia người hôm qua có thể sợ hãi hôm nay sáng sớm Tiết Vân Hủy em đẹp đứng ở bọn họ mặt trước, một đám đều hù được trừng mắt, sau đó ba chân bốn cẳng muốn lôi kéo nàng lên giường nằm đi. Nào có như vậy yếu ớt. Bất quá là hao nhiều lắm nội lực, nhất thời không trở lại bình thường thôi. Ta này không là tốt lắm sao? Nàng lặp lại an ủi bọn họ vài lần, lại bật trạo rực, lưu gia người mới yên lòng. Ăn cơm xong, Tiết Vân Hủy kéo lưu tiếu câu hỏi, vừa hỏi mới biết hôm qua nàng chết ngất đi qua, là đồng lượng cổng nàng một đường trở về lưu gia. Quan phủ người tới cửa đến xem một hồi, nói là chờ nàng tỉnh, lại hướng nha môn hồi sự đi. Quan gia cái giá thật sự là đại, ngươi đều như vậy ra sức, bọn họ cũng không nói người tới nghe ngươi nói sự, còn cho ngươi đi. Tiết Vân Hủy nói không có việc gì, nhân gia là quan, chúng ta là dân, khác nhau một trời một vực. Không thúc ta liền không tệ. Dù sao ta cũng không có gì trở ngại, phải đi ngay đi, sớm cho qua chuyện, miễn cho đêm dài lắm mộng. Dựa theo nàng đối ngoại cách nói, là nói kia thư viện quả thật có quỷ, chính là kia quỷ thập phần lợi hại, nàng cùng quỷ cuốn đấu nửa ngày, bất quá tạm thời đem quỷ vây khốn. Nàng đã làm pháp thuật muốn hao chết kia quỷ, bất quá được quá vài ngày mới có hiệu quả. Dân chúng nhóm là đối nàng rất tin không nghi ngờ, càng là thấy nàng đột nhiên liền gặp hạn đi qua, càng cảm thấy được lời nói không giả bất quá quan phủ chẳng phải hảo dỗ, Tiết Vân Hủy chuẩn bị tốt hảo đi nói một phen, thuận tiện tra hỏi tra hỏi. Tiếp kiến của nàng vẫn là Phạm Tri Phủ vị kia phụ tá, người này họ Khương, năm gần bất hoặc, đi theo Phạm Tri Phủ ở lần rồi nhiều chút năm đầu, cùng tiết thế lịch bực này dân bản xứ sáp lên đi làm phụ tá, ở đại nhân nhóm trong mắt, thân sơ có khác rất. Lưu Hồng Khang nói hắn là Phạm Tri Phủ thứ nhất phụ tá, Tiết Vân Hủy thấy liền khách khí xưng hắn Khương Tiên Sinh. Tiên sinh, chuyện này chính là như vậy chuyện này. Khi quỷ nhi bổn không ở thư viện, lại không biết là nơi nào chạy tới. Thư viện chưa cải biến khi, cho phong thủy một đạo kính kẻ, bây giờ vừa động, số mệnh liền sửa lại, kia quỷ chính là như vậy chui vào. Tiết vân hủy nói xong, làm như có thật lắc lắc đầu, dương mắt gặp kia khương phụ tá vẻ mặt như có đâm chiêu, lại nói tiếp. Ta bây giờ bất quá tạm thời trói chặt nó, như muốn triệt để hàng nó còn phải mượn địa thế chi tiện lợi mới được lần này đến ni muốn nhìn một chút chúng ta cải biến đồ đều động kia mấy chỗ đến lúc đó lại thi pháp trong lòng cũng có sổ không là khương phụ tá nghe nàng nói như vậy cảm thấy không bị cho là cái gì việc khó khó được nhân gia như vậy tận tâm tận lực không giống kẻ lừa đảo giống như chỉ miệng trơn trượt mặc kệ thực sự tức thời nhân tiện nói đi lấy khởi công đồ đến không bao lâu khương phụ tá sẽ trở lại Tiết Vân Hủy tiếp bản vẽ, chạy nhanh nhìn đứng lên, chỉ một mắt thấy đi, trong lòng đó là trầm xuống. Khi Thanh Đằng lời nói không giả, này cải biến rõ ràng là đối với nó đi. Như nàng chưa từng nghe Thanh Đằng nói qua kia nói, nhìn đồ đại khái sẽ cảm thấy cải biến được thập phần hỗn độn, phá hủy thư viện vốn có phong thủy, không được nửa điểm ưu việt. Có thể Thanh Đằng nói như vậy, nàng lại nhìn khi, rõ ràng nhìn ra được lần này cải biến sâu tầng ý tứ nàng phản phản phục phục nhìn, lại nhìn chầm chầm kia chỗ muốn mới đào tỉnh nhìn hồi lâu. Thế nào? Đạo trưởng có thể có nắm chắc. Khương phụ tá hỏi nàng. Tiết vân hủy nghe vậy không hồi, ngược lại hỏi. Xin hỏi tiên sinh, lần này cải biến phong nước, là kia vị cao nhân chỉ điểm nha. Đạo trưởng nhưng là cảm thấy có gì không ổn. Tiết vân hủy cao mày không nói chuyện, kia khương phụ tá liền chính mình đã mở miệng, tại hạ cũng không biết là người nào chỉ điểm bất quá theo tri phủ đại nhân nói quả thật có cao nhân xem qua hắn lời này nói được tiết vân hủy tâm đầu nhất khiêu không là mời bảo định cao nhân sao khương phụ tá lắc đầu nói không biết tiết vân hủy kinh ngạc lại bất động thanh sắc lại nói chỉ không biết tri phủ đại nhân như thế nào nhớ tới xây dựng kia thư viện như lúc đó bất động ngược lại cũng sẽ không thể đưa tới mầm tai vạ cương phụ tá nghe vậy thở dài phía trước mời đạo trưởng cũng nói qua kia thư viện nguyên bản phong thủy vô cùng tốt bất quá đại nhân đều có đại nhân suy tính đi hắn đã kiên trì ứng cũng là tự có đạo lý tiết vân hủy nghe vậy đờ đẫn gật đầu xem dạng vị này tri phủ thứ nhất phụ tá cũng không biết này cải biến sau lưng cụ thể tình huống phạm tri phủ có thể giấu được như thế rắn chắc lại như thế cố ý cải biến sau lưng phức tạp tình huống không cần nói cũng biết nàng lần này là thật tin thanh đằng lời nói cũng là thật sự tin có người đánh lên thanh đằng trăm năm linh lực chủ ý nàng cảm thấy này gần tháng năm thiên đột nhiên gió lạnh từng trận nàng như là lâm vào hắc cuộc trong giống nhau vô luận như thế nào đều nhìn không thấy bên người đến cùng có cái gì ẩn núp ở bóng ma bên trong cái loại này đối không biết sợ hãi bỗng chốc nắm trong tay tiếc vân hủy thở hỗn hển hảo mấy hơi thở nàng mới hồi phục tinh thần lại Tiết Vân Hủy không dám đã thảo kinh xà, nghĩ cầm kia bản vẽ trở về hảo sinh nhìn xem, Khương Phụ Tá cũng là không cho của nàng, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể trừng lớn mắt một chỗ chỗ nhớ xuống dưới. Từ Khương Phụ Tá, nàng đầy bụng tâm tư ra phủ nha, vừa ra khỏi cửa liền gặp gỡ một chiếc xe ngựa thẳng chạy vội tới. Nàng tránh Thiển không kịp, kém chút bị đụng vào. Khi phu xe rống lên nàng một câu, nàng lăng lăng nghe xong, lại đột nhiên có nữ tử mềm mại thanh âm truyền tới vị kia nhưng là tiết đạo trưởng. Theo thư viện trở về cao nhân. Chương 29 Sài Hồ cùng cô nương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 029 Sài Hồ cùng cô nương trăng khuyết lại tròn. Tháng tư trung thiên nhi không có làm lệ bảo cát, muôn hồng nghìn tía cuối mùa xuân hạ sơ, như A Kiều trong tay máy xay gió giống như, phần phật chuyển được lòng người đầu nhẹ nhàng. Tiết Vân Hủy mang theo nàng cứ theo lẽ thường hướng đầu cầu bày sạp. Võ Mính chết cho toàn bộ Trác Châu Thành đều lồng thượng một tầng bóng ma, tuy là thế nhân đại đô cho rằng nàng là được bệnh bột phát nặng không có, có thể Trác Châu Thành người người duỗi đầu ngóng trong hầu gia đại hôn, lại hoàn toàn không có tin tức. Vốn tưởng rằng bọn họ Trác Châu muốn ra một vị hầu phu nhân, đi chỗ kia vỗ bộ ngực tử vừa nói, đều cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Nhưng này hạ võ cô nương không có, Thụy Bình hầu Gia đúng là vẫn còn muốn rơi ở kinh thành quý nữ đôi nhi trong thôi. Tiết Vân Hủy chỉ theo dự thính, nhiều nhất phụ họa cười. Viên nhị rơi xuống kia vị quý nữ trong lòng bàn tay, đều cùng nàng không được quan hệ, dù sao quý nữ một ngày không vào cửa, nàng liền tự tại một ngày, tốt nhất viên nhị có thể ngót nghét một vạn năm đánh quan côn, khi nàng đã có thể thế nào bừa bãi thế nào bật đát. Bất quá kia cũng là không có khả năng, này huyết khí sôi trào tiểu tử không cái nàng dâu sớm muộn gì được gặp chuyện không may. Không nói này, đã nói Thái Hậu cùng Hưng Thịnh Hầu Phủ bên kia, cũng phải thay hắn chỉ môn hảo thân, tốt xấu cũng coi như là người một nhà không là. Nàng quản không xong kia rất nhiều, dù sao tiền còn phải kiếm, nợ còn phải còn, gia còn phải dưỡng. Mấy ngày này, nàng này sinh ý có thể kinh tế đình trệ, hứa là mạc danh kỳ diệu cuốn vào võ mính chuyện bên trong, tuy rằng đối ngoại đều nói là bệnh bột phát nặng không, có thể quan phủ trước sau cầm nhiều người như vậy tiến võ gia, nhưng không lừa gạt được. Tiết Vân Hủy toàn tu toàn vĩ đi ra, có thể đến cùng dính âm tư suối quẩy, nhiều nhân gia cũng không dám mời nàng. Nàng cũng là bất đắc dĩ, có thể Tiết Vân thương chỗ kia khi hảo khi xấu, nàng cũng không yên lòng đi ra tìm nghề nghiệp, chỉ phải ở đầu cầu kiếm linh bạc vụn được thông qua, thuận đường lưu ý nơi nào hữu hảo việc làm làm nàng hôm nay đến sớm đi đầu cầu chỉ quan lão nói một cái thượng tuổi người thấy thiếu hắn sớm đến đem không biết đánh chỗ nào hái đến tiểu hoa hồng đừng ở a kiều trên đầu từ từ nói tiết đạo trưởng sáng tinh mơ liền mặt ủ mày cho làm gì có cái gì nhìn không ra muốn hay không ta lão quan thay ngươi bói một quẻ hắn nói xong cao thấp đánh giá a kiều chúng ta a kiều chính là tuấn sơ nói kế mang theo hoa cũng là đẹp mắt chật chật các ngươi tiết gia thế nào có thể sinh ra như vậy tuấn tiểu khuê nữ? Tiết Vân Hủy nhìn A Kiều cũng cười, đại ca của ta kia mặt mày mũi miệng đều truyền cho nàng, có thể không tuấn sao? Đại ca nếu không là bệnh, liền ở trong thành tùy tiện đi một vòng, khi đưa hoa đưa mễ đều có thể theo đầu cầu xếp đến Kiều Vĩ. Nói nói nơi này, đột nhiên lại thở dài, nàng nói. Như hắn không bệnh thì tốt rồi. Quan lão nói ôm A Kiều ở trong ngực, nguyên lai tiết đạo trưởng là sầu này. Ca ca ngươi bị bệnh lâu như vậy, cũng không bỏ được ném hạ ngươi cùng A Kiều, này chính là ném không được. Yên tâm đi, khẳng định có thể hảo. Ngươi như lo lắng, ta thay ngươi bói một quẻ. Tiết Vân Hủy vội vàng xua tay, tính tính, lại tính ra chút khác, trong lòng ta đã có thể không có yên lòng. Quan lão nói ha ha cười lắc đầu, thuận thế điên điên A Kiều, ngươi cô cô mỗi ngày nhi cho người xem bói, Đến phiên chính nàng lại không dám. Nói ra đi ai tin. Ngươi nói đúng không là. A Kiều Khanh khách cười. Nói dẫn gian lưu lão đạo cùng đặng lão đạo cũng tới rồi. Lui tới người đi đường chậm rãi nhiều đứng lên, bọn họ cũng là hảo một phen bận rộn, đợi yên tĩnh, đều mặt trời lên cao. Tiết Vân Hủy dọn dẹp một chút chuẩn bị về nhà, phía sau, A Kiều kéo của nàng tay áo, lặng lẽ meo meo nói. Cô cô vị cô nương này mặc nam trang còn không bằng ngươi tượng đâu a kiều đều có thể đã nhìn ra tiết vân hủy nghe vậy nâng đầu hứng thú pha nồng ngươi là thế nào nhìn ra cô cô xem nhẹ a kiều ngươi xem nàng hai má bạch nộn nộn tay bạch nộn nộn bước chân cũng tiểu cũng không chính là cái cô nương tiết vân hủy nhưng là quay đầu nhìn a kiều một mắt thật không nghĩ tới này tiểu nha đầu lại có này nhãn lực gặp nhi không hổ là nàng tiết vân hủy mang đi ra người nàng nói là, chúng ta A à Kiều thật thông minh, chính là không hiểu được này cô nương muốn làm cái gì. Lời còn chưa dứt, bị cô chất hai người soi mói người kia, bỗng nhiên nghiêng đi mặt nhìn đi lại. Nàng sửng sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới có thể ở đầu cầu nhìn thấy một lớn một nhỏ hai vị đạo cô, ở một đống bát nháo nam tử mấy, thật là thân thiết. Nàng nhất chân đã đi tới. Hai vị đạo trưởng, xin hỏi phụ cận có thể có bán thảo dược địa phương. Tiết Vân Hủy hướng trên mặt nàng nhìn lại, thấy là cái cái mũi nhỏ mắt to miệng nhỏ tròn mặt cô nương, chính như A Kiều theo như lời, trắng trắng non mềm tượng cái nguyên tiêu, nói lên nói đến môi hồng răng trắng, khó trách A Kiều có thể một mắt xuyên qua nàng. Tiết Vân Hủy hướng nàng dương khóe miệng, thiện nhân trở về đi, ở Kiều Đông đầu dọc theo bên bờ đi một dặm nhiều lộ liền đến. Nói xong, nâng tay chỉ chỉ phương Bắc. Khi cô nương ôm quyền cảm tạ, vừa muốn đi, lại dừng một chút tiểu đạo trưởng thật đúng là tuấn tú, Linh Bảo Thiên Tôn ngồi trước đồng tử dường như. Nàng hướng A Kiều hiếp ánh mắt cười, mới lại đi đi trở về. A Kiều khanh khách cười thành hoa, cô cô, đây là năm nay đệ 66 cái thổi phòng của ta. Tiết Vân Hủy ôm ôm nàng ôm vào trong ngực, ngoài miệng nói là, như vậy may mắn đếm A, kia ta không hoảng hốt đi rồi, nàng nếu còn quải trở về, chúng ta sẽ cùng nàng hảo sinh tán gẫu vài câu nàng đem tán gẫu tự cắn nặng như vậy, bất quá 30 phút, khi cô nương thật đúng liền quải đã trở lại. Nàng trên tay mang theo một bó củi hồ căng nhi, vừa đi vừa bốn phía nhìn quanh, lông mày nhăn thành một đoàn, không biết gặp gỡ chuyện gì, còn gấp đến độ đọa vài cái chân. Tiết vân hủy cô chất nhất ý cười đúng rồi cái ánh mắt. Thiện nhân nhưng là gặp gỡ việc khó. Không ngại nói đến, nhường bần đạo thay thiện nhân rắc rắc hung cát. Khi cô nương cười khổ, đạo trưởng không cần trắc, ta tiền túi đã đánh mất, toàn thân liền này một bó củi hồ. Tiết Vân Hủy nghe vậy theo cổ tay áo sách ra đến một cái nguyệt bạch sắc túi tiền. Nhưng là này. Khi cô nương ngạc nhiên, dây lát hữu dụng cảnh giác ánh mắt nhìn Tiết Vân Hủy. Tiết Vân Hủy lơ đễm, đem túi tiền ném cho nàng, như thiện nhân lại buồn đầu lựa những thứ kia dược liệu, đã có thể thực đã đánh mất. Ngươi! Vì sao có tiền của ta túi? Tiết Vân Hủy chỉ cười cười lại không đáp ứng nàng. Bất quá, nàng mất này phiên trắc trở, đem hôm nay sáng sớm kiếm tiền đều xá đi ra, nhưng kẻ trộm nhi sờ soạn của nàng tiền túi, cũng không phải là để nhắc nhở nàng một câu. Thiện nhân tuổi không lớn, cũng là cái si mê y dược, lại cùng ta trong nhà nằm trên giường nhiều năm huynh trưởng giống như, nhìn thân thiết. Đáng tiếc nha. Nàng nói xong trọng trọng thở dài, hắn thân thể không tốt, không được như thiện nhân như vậy ở bên ngoài bừa bãi hành tẩu. Khi cô nương nghe vậy lúc này nhíu mày, đạo trưởng huynh trưởng. Được là gì bệnh? Tiết Vân Hủy lắc đầu, chứng bệnh nhiều lắm, liên đại phu đều nói không rõ, chỉ một phát bệnh liền ho thở gấp được lợi hại, mỗi khi chỉ kém một chút liền. Đạo trưởng, có thể phương tiện mang ta trước đi xem xem. Có gì không thể? Buổi sáng đi thời điểm vẫn là hai người, về nhà thời điểm cũng là ba người. Tiết Vân Thương ngồi ở sông cửa sổ hạ phơi nắng, thon dài tế gầy ngón tay nâng, trái truyền, chậm rãi lay động trang sách, ánh mặt trời đem hắn đầu gối đầu phơi được ấm hòa hợp, chỉ đầu ngón tay như cũ hơi hơi lạnh cả người. Có người gõ cửa, là con trai của Lưu Đồng 8 tuổi Lưu Ninh mở, Tiết Vân Thương thân thể nhiều thời điểm, liền dẫn hắn biết chữ, đứa nhỏ này đọc sách linh tính phi thường, Tiết Vân Thương thật là nhìn trúng. Môn chi nha một tiếng mở, A Kiều đương chạy trước tiếng vào, giòn tan hô cha, nhân tiện nói. Cô cô dẫn theo một vị vệ cô cô đến, cho cha xem bệnh lãi nhãi. Cha liền muốn hảo đi lên. Tiết vân thương nghe vậy sửng sốt, ngẩng đầu chính nhìn thấy một cái 14 năm tuổi cô nương gia, mặt nam tử trường bào, đi theo tiết vân hủy bên cạnh người sải bước tới sân. Chương 30 Ném phu bỏ nữ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 30 ném phu bỏ nữ ăn cơm thời điểm, nhiều thêm một đôi chiếc đũa, đợi đến an trí, liền nhường vị này vệ cô nương vệ mộ cùng lưu thẩm một phòng nghỉ ngơi. Tiết vân thương lưu lại tiết vân hủy nói chuyện. Vệ cô nương không là người bình thường, tuổi còn trẻ y thuật rất cao. Ngươi muốn cho nàng thay ta xem bệnh, nguyên là chuyện tốt nhi, chính là nàng như thế nào tùy tùy tiện tiện đến trác châu. Đừng bởi vì ta bệnh, chậm trễ nhân gia chuyện mới tốt thường ngày tiết vân thương một hơi nói như vậy nhiều lời nói luôn muốn ho hai tiếng lúc này cũng là không có tiết vân hủy đều đem chung trà cầm ở trong tay lại thả trở về nàng thay ngươi đâm này hai châm hiệu quả trị liệu nhưng lại như vậy lộ rõ nàng nếu có thể ở chúng ta trụ trước một hai tháng ca ca ngươi không chừng thì tốt rồi ta quả thực không nhìn lầm ngươi không gặp nàng lựa dược liệu cái kia dạng thật thật là trong nghề trung trong nghề nàng hết sức phấn khởi lại được tiết vân thương một cái mắt lé xem nàng như vậy vô cùng có khả năng là theo trong nhà trở mặt đi ra ngươi cường lưu lại nàng không phải gọi trong nhà nàng người lo lắng tiết vân hủy lại nói chúng ta bất lưu nàng nàng một cái tiểu cô nương gia chẳng phải là càng nguy hiểm ca ca ngươi yên tâm chờ nàng thời điểm nào còn muốn chạy ta tuyệt đối không hai lời vệ mộ ở tiếp gia liên tục ở hai ngày tiết vân thương bệnh tình rõ ràng có khởi sắc chính nàng không nói hư thân phân, tiết gia cao thấp cũng bất quá hỏi. A Kiều rất hiếu kỳ, trừng mắt tò mò mắt to nhìn vệ mộ, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn ngập nghi vấn, lại căng miệng nhỏ không hỏi đi ra. A Kiều, đi lại. Vệ mộ hướng nàng vẫy tay. Đứa nhỏ này rõ ràng có nương thân, lại không được cùng nương thân ở một chỗ, cha thân thể lại không tốt, không được tinh lực mang nàng, chỉ có thể đi theo cô cô, cũng là rất đáng thương càng là hôm nay Tiết Vân hủy hướng cố an thi pháp đi, lưu lại A Kiều ở nhà. A Kiều chạy tới, đứng ở vệ mộ phía trước một bước chỗ, giòn tan hô thanh, vệ cô cô, sai lệch đầu xem nàng. Vệ mộ bị nàng nhìn xem, trong lòng như phao ôm tuyền giống như, mềm nhũng, cuối người ôm nàng đứng lên. Nàng nhìn Tiết Vân hủy ôm A Kiều, một điểm đều không phí sức khí, không nghĩ nàng đi ôm, nhưng lại dùng cả người kính nhi. A Kiều cười thanh khách, ta cô cô cũng coi như tập võ người, ôm A Kiều theo chơi nhi giống nhau, vệ cô cô mau đưa A Kiều bỏ xuống đi, ngài có việc gì, phân phó A Kiều đi làm chính là. Đứa nhỏ này, thật thật biết chuyện nhi. Vệ mộ thả nàng xuống dưới, nói không được cái gì việc, lại sờ sờ của nàng tiểu não túi, lúc này canh giờ, ngươi cô cô nên đã trở lại đi. A Kiều gà con mổ thóc dường như điểm đầu, A Kiều đoán cô cô nhanh đến cửa thành. Nàng nói xong, chuyển tiểu não túi hướng phía đông xem, tuy rằng cách trọng trọng tường vây cái gì cũng xem không xong. Nếu không, chúng ta đi nghênh một nghênh ngươi cô cô đi. Vệ mộ dắt của nàng tay nhỏ. A Kiều vừa nghe, liền công khóe miệng. Hảo. Tiết vân hủy nơi này cũng là không tốt, nàng gặp một cái khó được nàng không nghĩ quan tâm người, thích thị, A Kiều mẹ đẻ. Đối với thích thị, Tiết Vân Hủy không biết nên như thế nào đánh giá. Năm đó tiết gia đánh bại gia, thích thị nương gia sẽ đến hỏi qua nàng, thừa dịp giờ phút này, hòa ly đại về quên đi. Thích thị nương gia là thanh ninh bá phủ bàn chi, ỷ vào bổn gia ở trong kinh coi như chịu coi trọng, cảm thấy này khuê nữ gả cho cái nghèo túng hộ đáng tiếc. Tiết vân hủy đối chuyện năm đó không rõ lắm, lúc ấy nàng đã đi phúc thanh quan, tổng cảm thấy này đại tẩu rất là mềm mại, lời nói rất ít. Mẫu thân của Tiết Vân Hủy đồng thị chết bệnh phía trước, đối này nàng dâu vẫn là rất vừa lòng, phân phó nàng làm việc cũng tốt, dặn dò nàng hầu hạ tiết vân thương cũng thế, hoặc là giáo dưỡng A Kiều, đều khắp nơi thể hiện đại gia tộc nữ tử quy cụ thể diện. Đáng tiếc, nguyên gia 4 năm xuân, tiết vân hủy vào phúc thanh quan, nguyên bản đính hôn kia gia vẫn là nhất quyết không tha, tiết thế thông quan lộ nhấp nhô, hắn cực lực nghĩ lại leo cành cao, thật vất vả đặt lên một vị lục bộ quan to nhi tử, ai từng ý nghĩ một hồi một đạo uống rượu, thế nhưng đem vị này quan to chi tử uống chết vị kia quan to trung niên tan tử hận nóng nảy mời rượu người tính cả tiết thế thông ở bên trong năm người đều gặp trả thù tiết thế thông đương sai vốn là không đủ sạch sẽ lúc này trực tiếp bị người cầm ngắn đã trúng bản tử vén quan như vậy cũng không phải không cơ hội đông sơn tái khởi chính là tiết thế thông ai được bản tử không nhẹ người lại bị liên tiếp đã kích không chống đỡ nửa tháng sẽ không có hắn không có, đồng thị bỗng chốc cũng ngã bệnh. Cứ việc Tiết Vân thương cực nhọc cả ngày cả đêm hầu hạ, Tiết Vân hủy cũng ngại cho tình cảm xuống núi đến ở một khoảng thời gian, có thể đồng thị vẫn là theo Tiết Thế Thông đi rồi. Liên tan song thân, Tiết Vân thương vốn là thân thể không tốt, cái này triệt để ngã bệnh, này một bệnh, chính là gần sát 5 năm. Nguyên gia 7 năm, Tiết Vân thương cảm thấy chính mình thân thể có khỏe mạnh dấu hiệu, cố ý dự thi năm đó thi hương, cũng là vì giải gia trung chi vây, chẳng qua không chỉ có không có thể thành hàng, ngược lại là thân thể càng kém đến ngày một nghiêm trọng. Thích gia chính là giờ phút này lại đây khuyên bảo Thích thị, cùng Tiết Vân Thương hòa ly. Thích thị mới đầu cũng vạn phần do dự, dù sao A Kiều còn nhỏ, mà Tiết Vân Thương lại xưa nay đợi nàng săn sóc. Có thể đối mặt Tiết gia làm sở hữu đáng giá gì đó, liên đồng thị duy nhất của hồi môn thôn trang Ngô đồng điền trang đều cầm cố đi ra vẫn điền không lên Tiết Vân Thương này bệnh lỗ thủng thời điểm, nàng đến cùng vẫn là gật đầu. Tiết Vân Thương hai lời chưa nói, liền viết hòa ly thư. Thích thị muốn mang đi A Kiều chăm sóc, nàng nương gia lại cho nàng tướng xem trọng nhân gia, không bao lâu có thể gã đi qua. Đủ loại bất đắc dĩ chi quý, nàng nghĩ tới Tiết Vân Hủy. Lúc đó, Tiết Vân Hủy cùng Tiết gia cảm tình còn có chút đạm bạc, nàng do dự một phen, nghĩ đến A Kiều còn nhỏ như vậy, sẽ không có nương, mặc dù trong lòng càng đối thích thị hành vi không xem trọng có thể đến cùng đau lòng kia mềm yếu nông nông tiểu đoàn tử nàng đang do dự đột nhiên nghe thích thị lơ đẳng lậu một miệng nói ngô đồng điền trang trước đó vài ngày cũng bị cầm cố đi ra ngoài tiết vân hủy này mới giật mình nhớ tới mấy ngày trước đây quả thật gặp có người hướng kia thôn trang trước chuyển một chút nguyên lai like nhưng lại bị cầm cố đi ra kia thôn trang cây trong còn có nàng 300 năm linh lực ni rơi vào người khác trong tay muốn giết muốn cạo nàng đã có thể cắm không lên tay. nàng vội vã bắt lấy thích thị hỏi, nghe nói là hoạt đương, này mới nhẹ nhàng thở ra. bởi vì này, nàng ở trên núi liền lạnh nhạt không nổi nữa, lập tức thu thập đồ vật từ sư phụ dưới sơn. thích thị nghĩ kêu câu tiểu cô, đến cùng không không biết xấu hổ gọi ra miệng. a à, kiều nàng, còn tốt lắm. ca ca ngươi, thế nào? thích thị theo trên xe ngựa xuống dưới biết rõ tiết vân hủy sẽ không cho nàng cái gì hòa nhã còn là hỏi ra đến nàng lần này là về nhà mẹ đẻ nàng bây giờ phu gia ở đại hưng trở về trác châu một chuyến cũng không dễ dàng tiết vân hủy chưa cho nàng con mắt ném câu đều hảo liền phải rời khỏi thích thị cùng tiết vân thương giữa vợ chồng chuyện nàng liền không nói nhiều chỉ a à kiều nhỏ như vậy hài tử thích thị cũng có thể ngoan quyết tâm đến bỏ xuống nàng lại không trở về xem qua một hồi thích thị là thật thật không biết a kiều ngày ngày đêm đêm khóc gọi mẹ thời điểm là cái gì làm cho người ta nhìn đều có thể xót xa rơi lệ bộ dáng đó là để này tiết vân hủy cũng không thể con mắt xem thích thị thích thị bây giờ cho mới phu gia sinh con trai nhìn trong ngực nhi tử nghĩ đến không tại bên người nữ nhi cũng không phải không nửa đêm rơi quá lệ nàng trên mặt thẹn thẹn cắn chặt răng có thể hay không nhường ta thấy gặp A Kiều. Ta. Ta cho nàng làm mấy thân sim y. Tiết Vân hủy hờ hững thân thủ, cho ta đi. Thích thị cắn cắn môi, đỏ mắt, tuệ tuệ, ta biết ta có lỗi với A Kiều, mà ta cũng không có biện pháp. Ta nương gia làm cho khẩn, đại ca ngươi hắn lại. Cho nên, ngươi liền ném phu bỏ nữ, lại không trở về xem qua A Kiều một mắt. Tiết Vân Hủy đánh gãy nàng, nàng không đề cập tới hoàn hảo, nhấc lên, nàng liền muốn cùng nàng luận một luận. Càng là thấy nàng lại là một bộ bị khí ủy khuất bộ dáng, tiếp vân hủy không khỏi lãnh cười ra tiếng, ngươi đại cũng không tất như vậy. Đại ca của ta cùng ngươi năm đó là Hòa Ly, lông mày đều không nhăn một chút. Hòa Ly đối nam tử sau này như thế nào, trong lòng ngươi rõ ràng. A Kiều cũng là chính ngươi dứt bỏ hạ, ngươi tìm ta mang nàng, ta nuôi lớn, Nàng bây giờ cùng ta chính mình nữ nhi cũng không gì phân biệt, cũng không đọc ngươi này nương thân. Ngươi không được tất yếu lại cảm thấy xin lỗi nàng, ba ba trở về kéo nàng. Nàng tuổi còn nhỏ, kinh không được trái kéo một chút phải lôi một chút, ngươi như chân tình đau nàng, đồ vật cho ta, đừng nữa thấy nàng là được. Muốn gặp, chờ nàng lớn rồi nói sau. Nàng dứt lời, thích thị nước mắt liền lăn xuống dưới.